Rồi, xin chào mừng tất cả các bạn. Chúng ta đã đến với buổi livestream ngày thứ 17 trong chủ đề về những câu chuyện thành công trong cái group về hành trình người xuất chúng. Và buổi tối hôm nay ở đây thì chúng ta có một người anh, người bạn, đó là bạn Ngô Hoàng Du. Trong những tháng gần đây thì luôn đứng gọi là top GSV đó. Thì buổi tối hôm nay Hoàng Du sẽ chia sẻ chúng ta về cái câu chuyện thành công của mình và vì sao thì Hoàng Du chọn đến với của Nu Skin và đến đồng hành cùng với DMS One B. Và bên cạnh đó thì làm thế nào mà Hoàng Du đã có được cái top GSV và tạo ra những con số nó bền vững đều đặn hàng tháng như vậy. Và bây giờ chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chào đón Hoàng Du các bạn. Rồi, và bây giờ chúng ta cùng comment chào mừng Du đến với thế giới này, chào mừng Du đến với thế giới này, chào mừng Du đến với thế giới này. Chúng ta cùng comment nhé các bạn. Và bây giờ xin mời Du bắt đầu chia sẻ đi em. Ok thầy, lời đầu tiên á em muốn cảm ơn thầy Linh rất là nhiều, cảm ơn tất cả anh em đã dành cái thời gian vào buổi tối ngày hôm nay để có thể là lắng nghe một số cái bài học gì đó, hoặc là lắng nghe một cái câu chuyện nào đó có thể là giúp các bạn là thay đổi được, cũng như là có một cái bài học nào nó giá trị. Cái điều đầu tiên á là em muốn nói cái lời biết ơn người đầu tiên ở trong môi trường này là thầy Linh, và người thứ hai nữa là chị Trang là người upline, và đặc biệt là Ngọc Vân là người bảo trợ em và người đào tạo em đến cái thời điểm bây giờ và có được những cái kết quả bây giờ, là em luôn nói những cái lời biết ơn như vậy. Và đặc biệt đó là em cũng cảm ơn là những người đấng sinh thành cũng như anh chị em đã nâng niu và nuôi dưỡng em đến bây giờ. Tuy tuy những cái thành công của em, thành quả của em trong vòng vài tháng vừa rồi đấy nó không to tát gì so với các anh em ở trong team, nhưng mà em nghĩ á ngày hôm nay sẽ có một số cái giá trị nào đó em sẽ chia sẻ được cho anh em để áp dụng, cũng như là có cái doanh số tốt, tại vì em thấy cái điều gì xảy ra trong cái sự việc của mình nó có được những cái công thức, nó có được những cái cách thức và vận hành đúng như vậy. Và đặc biệt là để thành công trong game online cùng với Lukin, và đặc biệt là với môi trường DMX One B á, là đây là một cái điều cần thiết là em cũng mong muốn là chia sẻ tới anh Linh và toàn bộ là những người anh em đang nghe cái livestream ngày hôm nay. Em cũng nói sơ bản thân em một chút nha thầy ha. Em họ tên đầy đủ là Ngô Hoàng Du và em năm nay 26 tuổi. Em hiện tại là quê ở Đắk Nông, anh em ở Đắk Lắk anh. Cùng quê cùng ở Đắk Lắk. Cái điều may mắn lớn nhất của em á là em chưa có được học đại học. Đó là cái điều may mắn mà em có được trong cuộc sống này. Là mình thấy được là không phải là mình không muốn học thầy, là tại vì cái hoàn cảnh cái đưa đẩy là mình không thể học được, tại vì cái gia cảnh mình nó không được cho phép. Cái xuất thân nhà cái xuất thân của gia đình em thì nó không được khá, cha em thì mất sớm, anh chị em thì phải nghỉ học tại vì không có cam được nhiều cái tài chính trong gia đình, còn mẹ thì lớn tuổi quá rồi. Thì trong cái giai đoạn mà em học cấp 3 á, thì người anh trai của em là phải nghỉ học giữa chừng để mà đi làm, để mà kiếm tiền để mà nuôi em ăn học 3 năm cấp 3 tiếp, và người chị cũng phải ngưng đại học để mà đi làm ở bên ngoài. Nên là em rất là trân trọng những cái điều gì mà tới từ ngày hôm nay mà anh chị cũng như gia đình em giúp đỡ em và cũng như là bạn bè. Thực ra thì nó có nhiều cái vấn đề nó xảy ra trong cái hoàn cảnh để đưa đẩy mình tới với công việc này anh Linh, nhưng mà cái điều em chia sẻ trước hết đó là vì mình xuất thân từ một người vùng quê anh Linh ạ, và mình đi làm thuê rất vất vả, và đôi khi ở trong cái suy nghĩ của mình phải cho mình một cái tư duy là mình phải thoát ra cái vùng an toàn như vậy. Thì sau cái thời gian mà em học xong cấp 3 xong thì không có đủ điều kiện để mà đi đại học như các bạn á, thì em ở quê em tìm một cái công việc mà làm nó thu nhập, cũng như tạo cho em một cái công việc để nó có cái thu nhập để giúp đỡ gia đình trước. Thì thực ra gia đình nó khó không có khá giả gì, thì phải xây dựng lại cái căn nhà cho nó tốt lên, rồi bắt đầu là sắm sửa cho nó hoàn chỉnh là một cái căn nhà, chứ không phải là như những cái túp lều như ở quê. Thì trong cái thời gian mà em ở quê á, thì gần 6 năm là em đồng hành với công việc là ngành mộc anh, là sản xuất những cái đồ mà trang trí nội thất ấy, thi công những cái bộ bàn ghế này, rồi tầng nhà lầu, rồi những cái đồ mà mỹ nghệ như vậy. Thì 2 năm đầu tiên á là em đi học, vừa học vừa làm và mình có cái tay nghề, và năm thứ ba tiếp theo là mình bắt đầu là mở xưởng và mình mở ra cái công việc kinh doanh của mình, và cũng như là mình thuê một cái đội ngũ về nhân sự như là thợ đó anh, thợ mộc á, rồi bắt đầu là mình quản lý hết tất cả mọi thứ đó, bắt đầu là mình vay vốn rồi mình mở rộng cái kinh doanh mình ra, đồng thời là mình lo rất là nhiều thứ, là từ vốn liếng, rồi từ công an, rồi từ kiểm lâm, rồi từ những cái thủ tục pháp lý cũng như là những cái mặt hàng mình phải tự sản xuất như vậy. Thì trong vòng 6 năm như vậy em bị một cái căn bệnh. Cho em kể một chút là cái điều kiện mà em tới Nuki nó không phải từ những cái con số tiền hoặc là những cái hệ thống, mà nó tới từ sản phẩm anh Linh ạ. Em tới với Nuki là vì sản phẩm.
em bị thoát vị địa điểm và em đã được người cầu của em gửi sản phẩm này từ bên Ukraine về cho em xài. Thực ra là người cầu của em á cũng bị ung thư. Khi mà cầu em chia sẻ như vậy á là em biết được cái sản phẩm này có thực sự là tốt. Nên là trong cái thời gian mà năm 2017 mà em điều trị bệnh á, một năm ở nhà không làm được cái bất cứ cái điều gì mà chỉ có là đi chữa trị và chạy trọt cái bệnh của mình thôi, thì hết rất là nhiều tiền. Trong lúc đó mình làm cũng rất là nhiều tiền, nhưng mà mình chữa bệnh cũng rất là nhiều tiền anh Linh. Thì vô tình là kết nối lại được cái người cầu ấy, và cầu ấy chia sẻ là ở bên công ty này có sản phẩm tốt lắm, con thử dùng xem sao, thử trải nghiệm xem sao, đôi khi đây cũng có cơ hội kinh doanh nữa. Thì là lúc đó thì em cũng biết là cầu gửi về cho xài thôi, và xài như vậy trong vòng khoảng tầm 3 tháng thì tự nhiên là cái căn bệnh nó hết, không bao giờ mà mình biết nó hết lúc nào luôn thầy. Tức là nó hết một cách là mất hẳn luôn, mình không cảm nhận được cái điều đó. Và em tới Nukin á, là em tới từ cái việc là từ sản phẩm, cho nên là em rất yêu quý sản phẩm của công ty Nukin. Và trong cái thời gian mà hơn 6 tháng em chữa trị, và đặc biệt là em tìm hiểu rất là nhiều về cái chính sách này, tìm hiểu về cái công dụng như sản phẩm á, thì em là quyết định, một cái sự quyết định là em mà em phải đánh giá là em phải bỏ cái công việc này, em phải bỏ hẳn cái công việc này và em lên trên Sài Gòn và em tìm cái cơ hội với Nukin. Thì trong cái giai đoạn mà em tìm như vậy á, thì em rất là khó khăn về cái cách làm việc, cách làm việc. Lúc đó thì chưa có internet marketing như bây giờ, và em rất là may mắn là khi mà được vào trong cái môi trường của DMFB á, là em được học hết tất cả từ marketing, rồi học từ hết tất cả về kỹ năng về sale, học hết tất cả từ kỹ năng về về đào tạo, về tuyển dụng. Và em biết ơn về cái môi trường này đã cho em cái con người ngày hôm nay, và đặc biệt là cảm ơn thầy Linh và chị Trang, và đặc biệt và upline là Vân Đầu ngày hôm nay ạ. Ok, anh tiếp tục chia sẻ đi. Chia sẻ về câu chuyện của mình. Thực ra cái điều đầu tiên á là như này thầy, thầy có hỏi em là cái điều gì dẫn em tới với Nukin, cái điều gì khiến em tới Nukin. Thì cái điều đầu tiên á là em thích nhất đó là về cái sản phẩm thầy, quá đỉnh thầy, nó được minh chứng rõ ràng là về cái công dụng. Tại vì không những cái câu chuyện của em mà câu chuyện của gia đình em, mẹ em cũng bị bệnh hết, bắt đầu những người thân mà bị ung thư này kia em cũng cho họ dùng những cái sản phẩm này, và em thấy kết quả rất tuyệt vời, và em đồng hành với nó là vì cái giá trị. Nó vì cái giá trị về cái sản phẩm và về cái giá trị về con người. Thế nên là em quyết tâm với công việc này là vì thứ nhất là về cái sản phẩm. Cái hồi mà em biết, em không biết là công ty này là MOM hay đa cấp hay tất cả những cái gì. Em chỉ biết là sản phẩm tốt thôi. Và ngay cái lúc mà em nhận được một cái bằng, gọi là cái bằng, gọi là bằng bằng cấp, chứng nhận đa cấp đó. Wow, công ty này là công ty gì em không biết. Sản phẩm nó siêu cấp mà tại sao lại kêu là đa cấp. Em cũng không hình dung được công ty như thế nào. Nên là em cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều về đó. Và cái thứ hai nữa, ở đây là em thấy được những cái câu chuyện thành công. Cái lúc mà em muốn tìm tòi, em học hỏi, em thấy cái câu chuyện thành công của những bạn trẻ cực kỳ tuyệt vời. Em rất là ngưỡng mộ Đồng Công Du, em rất ngưỡng mộ là Quốc Cường, bạn Tiến, bạn Sang, những người trẻ cực kỳ tuyệt vời. Và em nghĩ người ta trẻ người ta làm được, người ta lên Blue Diamond, Diamond và Team Elite, người ta làm được thì chắc chắn mình sẽ làm được. Mà đặc biệt là những người trẻ xuất thân rất là bình thường, thầy ạ, không có bằng cử nhân, cũng không có bằng gọi là gì danh tiếng cả, mà họ làm được thì em nghĩ chắc chắn mình sẽ làm được. Thì đó là cái điều thứ hai là em biết là mình vào đây là mình thấy những người trẻ thành công được thì mình sẽ thành công. Và cái thứ ba á, mà em vào Nukin á, đó là em rất là ham học hỏi. Xuất thân từ nhỏ thì mình thích học hỏi rồi, nhưng mà vì cái hoàn cảnh là mình không có điều kiện nhiều để mình học. Và điều thứ hai là em thần tưởng là ba người, thứ nhất là chú Đi Nguyễn, thứ hai là chú An, và thứ ba là anh Linh. Đó là ba người em thần tưởng nhất trong cái môi trường Nukin này. Và cái cuối cùng là em cần nhất là cái sự tự do về tài chính và sự tự do về sức khỏe và thời gian. Tại vì công việc trước đây của em á, em làm càng nhiều, em có thở càng nhiều, là em phải thức dậy càng sớm và làm việc khuya càng nhiều. Dậy sớm nấu ăn cho thở thầy, thầy Linh. Mình làm chủ nhưng mà mình còn vất vả hơn là những người mà đi làm thuê nữa. Mình làm chủ rất là vất vả. Mình dậy sớm, mình lo nấu nướng, mình lo những cái lặt vặt bên ngoài là hết ngày rồi. Bắt đầu là đêm hôm mình về, mình còn phải chỉnh chu lại về nhà cửa, thiết kế lại cho thờ thầy. Đôi khi còn ảnh hưởng đến sức khỏe là em phải ăn nhổ rất là nhiều. Cái thời gian đó thì hầu như 365 ngày thì gần 300 ngày là phải tiếp xúc với rượu bia. Tại vì công việc nó không có ăn nhổ với thờ thì cũng ăn nhổ với chủ. Tức là mình tạo mối quan hệ giữa những cái đối tác của mình như những cái thầu khác đó anh. Còn cái điều mà khiến em tới với DMFB á là cái môi trường này cho em có ba cái giá trị tốt nhất. Thứ nhất là về cái môi trường những người trẻ.
ở đây toàn là những người trẻ và rất là năng động và cực kỳ giỏi, cực kỳ giỏi. Và xuất thân á, ở những người con người này nó không có quan trọng. Em thấy ai cũng như ai, người trẻ cũng vào được một kết quả đó, người có điều kiện cũng vào một kết quả đó, người giỏi cũng một kết quả đó. Và em thấy á, những người trẻ có chí hướng và khao khát rất là lớn, và em thấy cái điều rất là tuyệt vời trong môi trường này. Cái thứ hai là văn hóa, nó cái văn hóa trong cái đêm F&B á, nó là như anh Linh đã chia sẻ, là làm vì những điều tốt đẹp. Và thầy Linh luôn nói với mọi người á, thầy Linh xây dựng một cái team, tức là Việt Nam sẽ trở thành thủ phủ internet marketing và thay đổi cái nền giáo dục của Việt Nam thông qua online. Và em thấy được cái tầm nhìn như vậy là em rất là happy với cái môi trường này. Và cái thứ ba là cái giá trị anh ạ, cái giá trị là giúp đỡ mọi người mà không có nhu cầu về tranh lời. Và hiện tại á, là những cái khóa học nó được chứng minh qua những cái khóa học là thầy tổ chức miễn phí, những cái kỳ khóa kỹ năng được đào tạo miễn phí, mời những cái người thầy tuyệt vời miễn phí về. Mà ở ngoài bất cứ những cái môi trường như đi học như thầy Mr. Vat, như tất cả những người thầy lớn kia phải nộp tới 40 triệu, 60 triệu, 100 triệu chưa chắc là học được những cái thành công như vậy. Và đôi khi áp dụng cũng ra kết quả luôn. Và đó là cái điều mà em thấy rất hạnh phúc ở trong cái môi trường DMX One B này. Yeah. Yes. Ok. Đó là hay đúng không? Anh muốn có những cái câu hỏi như thế này. Thứ nhất là từ khi em làm Blue Skin đến giờ thì em đã trải qua những cái giai đoạn như thế nào? Và từ những cái thách thức ban đầu thì em đã vượt qua nó như thế nào? Bởi vì cái thời gian đầu tiên đó là những cái khoảng thời gian mà nó có nhiều cái thách thức nhất, nhiều cái vấn đề nhất, thì làm thế nào mà em đã vượt được qua cái thời gian đầu tiên đó? À, dạ cảm ơn thầy. À, cái việc đầu tiên là những cái khó khăn gì mà khi mình bắt đầu vào Blue Skin ạ? Thực ra khi mà mình bắt đầu một công việc gì nó cũng có rất là khó khăn. Có bạn thì nói là chắc không khó khăn đâu, nhưng mà các bạn cứ nói như vậy. Nhưng mà thực ra khi mà mình từ bỏ một công việc gì mà mình đã tâm huyết với nó, khoảng tầm là 1 năm cũng là tâm huyết, 3 năm cũng tâm huyết và 5 năm cũng tâm huyết, và mình phải đánh đổi được những cái khó, được những cái hiện tại, và mình phải chấp nhận cái khó khăn. Thực ra là cái khó khăn nó lớn hay ít là do mình lựa chọn là mình muốn làm lớn hay làm nhỏ. Nhưng mà khi mà mình từ bỏ một công việc rồi á, công việc cũ, thì mình chắc chắn mình cần cái công việc là nó phải phát triển hơn, nó phải nhiều tiền hơn, nó phải mang cái một cái gì cái giá trị hơn. Thì lúc đó em nghĩ là mình cần phải khó khăn rất là nhiều. Và cái khó khăn đầu tiên đó là em đối diện với lại là những con người, bạn bè, anh em bên cạnh. Ở dưới em những cái từ như em, em đa cấp nó mang một cái gì gọi là rất là ác cảm. Tại vì những cái người mà học một chút kiến thức về quê là người ta lấy cái điều đó đi ra lừa đảo những cái người ở dưới quê, và họ có một cái ác tính rất là lớn. Cho nên là em đã đối diện với những cái điều đó rất là nhiều. Chẳng lẽ người ta hỏi mình mày làm gì, ta nói là làm cái điều này, không phải, mình nói thẳng mình ta làm Nuki. Nuki là một mô hình, là một công ty LM, và mô hình đấy, và mô hình nó rất là tuyệt vời. Anh em ai muốn làm được á thì làm với mình. Thì khi mà mình giới thiệu như vậy anh, là mình có những cái tiếng nói xấu, những cái này kia, và cái điều quan trọng là mình phải biết vượt qua những cái tiếng nói đó để mình tiếp tục với cái mục tiêu của mình. Thực ra là cái quan trọng nhất là em chia sẻ đây là khi đã xác định vào Nuki rồi thì cái điều đầu tiên là mình xác định ở với Nuki về cái điều gì nha. Và em vạch định rất là rõ ràng, tôi tới Nuki thì tôi tìm sự tự do, tôi tới Nuki để tôi học những cái điều mà bên ngoài không cho mình học được. Tôi tới Nuki tại vì nó cho tôi được cái sức khỏe, cũng như cho tôi được cái điều kiện để tôi lo cho được cái gia đình. Và tôi vậy, và em rất là cảm ơn vì trong thời gian 2 năm vừa rồi á, em lo được hết tất cả về những cái sự khó khăn trong gia đình, cũng như là tài chính và sức khỏe cho mẹ. Và em rất là biết ơn cái điều đó. Cái khó khăn tiếp theo á, là mình phải đấu tranh tư tưởng rất là nhiều thầy. Nhiều lúc á, mình một năm vất vả em không làm ra một cái điều gì luôn. Nó mang cho em một thêm đống nợ rồi. Tại vì em phải sắm hết tất cả những cái sản phẩm từ Nuki về em dùng, cho gia đình dùng, cho mẹ dùng, mà đặc biệt người anh của em cũng bị bệnh như em luôn. Thì anh cũng biết nếu mà điều trị về xuất vị địa điểm á, ở bên ngoài nó tốn hơn mấy trăm triệu cho một cái khóa điều trị mổ như vậy. Nhưng mà mình bỏ có 3-40 triệu để chỉ dứt điểm, thì em nghĩ mình đầu tư như vậy nó chính xác và xứng đáng. Và em đầu tư đó để làm cái câu chuyện. Và hiện tại em có rất là nhiều câu chuyện thật đến người khách hàng thật, và họ mua là họ mua vì cái sự thật của mình, chứ không phải là những cái ảo ở bên ngoài người ta đưa vào và người ta lấy câu chuyện của người kia. Thì đó là em bán hàng, là em bán với cái câu chuyện của gia đình em. Thì em phải đấu tranh rất là nhiều vì những cái gì ạ? Về những cái bất mãn, những cái kết quả mình làm ra. Ở quê mình làm một tháng 3-40 triệu,
đối với em như vậy là quá nhiều rồi, đối với gia đình em như vậy là quá mãn nguyện rồi. Nhưng mà lên trên này một tháng đầu tiên lên loi trả được bao nhiêu tiền, lên ẹt cũng trả được bao nhiêu tiền, dạ doanh số được có 2-3 ngàn cũng trả được bao nhiêu tiền, và mình còn phải chật vật và lo về cái điểm số, mình lo về cái tài chính hàng ngày nữa. Và đôi khi á, mình còn gặp cái khó khăn giữa những cái mà không đủ doanh số, rất là áp lực này kia. Đó là mình tìm cái con đường là mình làm kiểu truyền thống, là mình đi chia sẻ, mình không dám đối mặt với lại cái online. Tại vì đối mặt cái online ấy, nó khó khăn là mình phải quay trở lại như một cái tờ trang giấy trắng, mình học lại với một số anh chị em mà 16, 17, 18 tuổi, mình thấy đó là cái tôi. Nhưng mà khi mà em biết á, là em phải vượt qua cái điều đó, mình phải hạ mình xuống, mình học những cái điều cơ bản nhất. Và em may mắn nhất là khi mà em được học vào cái lớp đầu tiên là cái khóa khởi nghiệp pro của thầy Linh. Và lúc đó là chính thầy Linh đã đứng giảng và cho em những cái tư duy. Những cái tư duy nó thay đổi hẳn một con người nông thôn để mà bứt phá trong cái giai đoạn là từ tháng 10 cho tháng 10, 2017 cho tới bây giờ. Và sau khóa nghiệp pro là bước tiếp sang cái khóa của leadership. Và sau khóa leadership là vượt, là lột sắt hẳn, và mình không còn một cái điều gì nó khó khăn ở trong cái tư tưởng của mình nữa. Nó giúp cho mình là biết cái định hướng mình đi, và mình đi, mình làm cái điều này là vì ai, vì cái sứ mệnh là vì ai, về cái tầm nhìn là vì ai, và về cái mục tiêu cuộc đời là vì ai. Là đó là những cái khó khăn mà em phải vượt qua, đó là cái bản ngã của mình và những cái tiếng nói nhỏ trong đầu của mình. Hay quá. Chúng ta nghe câu chuyện của Hoàng Du á, thì Hoàng Du đó là đến với Nuskin, đó là bởi vì đó là cái chất lượng của sản phẩm, là từ của Du là bị thoát vị đĩa đệm, cùng với anh trai cũng gặp vấn đề về thoát vị đĩa đệm, và sau đó là em dùng những sản phẩm gì thì nó giải quyết được vấn đề đó của em. Dạ, bây giờ hai anh em rất là khỏe anh, hết hẳn cân bệnh đó. Và bây giờ là cả nhà em đang tập trung vào làm Nukin cùng với em ạ. Hay quá. Là em là dùng sản phẩm gì nhỉ? Em thì dùng NR2, Life Pack và Marine ạ. Và em còn bị, cái hồi đó thì em còn bị một cái vấn đề là bệnh là bị đau nửa đầu và liệt nửa người. Tức là toàn bộ từ cái tay bên này và chân bên này là nó bị tê liệt luôn. Nó rất là khó chịu, tại vì nó bị chèn thần kinh. Thì em dùng thêm cái Bio Ginkgo nữa, tức là bổ bốn hoàn hảo luôn. Là em dùng trong vòng 3 tháng là nó dứt điểm hoàn toàn. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ em vẫn uống R2 để duy trì cái sức khỏe, là ngủ 3 tiếng như thầy Linh hướng dẫn. Vẫn duy trì với nó. Nhưng còn hết thì rất là lâu rồi, hơn 1 năm rồi. Đúng rồi, anh cũng dùng đều. Đúng rồi. Rồi ok, chúng ta vừa nghe đó là của Hoàng Dung là trong những cái tháng đầu tiên đúng không? Đó là cái thời xưa mà 2.000, 3.000 ấy, thì một tháng nó chỉ có được mười mấy triệu thôi. Đó là kèm theo bán lẻ nó thì chỉ được khoảng vài ba chục đúng không? Chứ nó cũng không có nhiều. Đó, nhưng bây giờ đến lúc mà, bây giờ đây là cái thời điểm mà gọi là thời điểm vàng, nó so với cái ngày xưa thì bây giờ nó tốt hơn rất là nhiều. Ví dụ như bây giờ là cái thu nhập từ cái velocity là hồng nó cao hơn rất là nhiều đúng không? Yes. Ví dụ như 10.000, 12.000 là thu nhập là đều trên 100 cả. Đó là chúng ta chưa tính về cái doanh số mà chúng ta bán lẻ, hay là chưa tính về sharing bonus. Nếu chúng ta tính cả sharing bonus, cả hồng bán lẻ nữa đấy, thì lúc đó thu nhập của chúng ta nó sẽ cao hơn. Riêng cái tính theo cái block thôi ấy, thì nó đã là hơn 130 triệu một tháng nếu mà chúng ta trên 12.000 điểm. Đúng không? Đó. Yes. Thì nên là chúng ta phải thấy đó là mọi thứ thì chúng ta đều phải bắt đầu từ những cái bước đầu tiên. Trong cái thời gian đầu tiên có thể chúng ta mất cả một tháng, có thể 3 tháng, có thể 6 tháng, có thể là 1 năm, thậm chí đó có thể là 2 năm để chúng ta làm với nhau với một mục đích đầu tiên đó là chúng ta phải mang cái tư duy đó là chúng ta làm học. Bởi vì đơn thuần là chúng ta đi học thôi, chúng ta cũng phải học đến 4 năm. Sau đó chúng ta ra để có những mức lương căn bản đầu tiên là chỉ 5-6 triệu. Sau đó theo từng năm chúng ta tăng dần lên. Và kịch sàn lắm thì nó cũng chỉ được khoảng 100-100 mấy triệu một tháng. Chứ để mà tăng hơn nữa thì đó một điều rất khó. Đúng không? Dạ. Đấy. Thì chúng ta thấy rằng là vậy thì với cái công việc của kinh doanh Nuskin thì chúng ta phải xác định là cái thời gian đầu tiên là chúng ta làm vào, chúng ta làm để chúng ta học. Chúng ta học từ sản phẩm, chúng ta học về marketing, chúng ta học về bán hàng, rồi sau đó chúng ta học về lãnh đạo. Thì sau đó cái việc mà thành công chúng ta mới lâu dài được. Ok. Thì chúng ta thấy là Hoàng Dung có những cái giai đoạn như vậy thì mới có được cái thành quả bây giờ. Thì anh muốn hỏi một chút đó là vậy thì trong cái thời gian đầu tiên nó có nhiều cái khó khăn như vậy đó, thì em đã vượt qua nó như thế nào? Và em đã học được gì từ những cái thách thức, từ những cái thất bại đó? Và ai đã tác động và giúp em vượt qua, và sau bao lâu thì em có kết quả? Tức là sau cái thách thức của em đó, nó sau bao lâu thì bắt đầu em mới có được kết quả?
Và những bài học em đúc kết được sau những cái trải nghiệm đó là gì? Yeah. Ok, cảm ơn thầy. Như thầy cũng đã nói á, là từ những cái thử thách ban đầu á, là em đã vượt qua như thế nào. Thì thực ra những cái thử thách ban đầu nó chỉ có là cái tôi thôi thầy. À, cái tôi mình rất là cao, khi mà mình không hạ được xuống á, thì mình không thể bắt đầu một cái công việc mới. Kiểu như nó có hai cái luồng suy nghĩ là mày không làm được, thì tao muốn làm cho thằng mày không làm được. Thì cái đầu tiên là bản thân là cái thách thức là phải bỏ cái tôi xuống. Và cái thời gian thách thức á, nó lớn á, thì khi đó mình hình dung được cái mình bỏ cái bàn ngà xuống, thì mình sẽ thấy được cái bản thân mình thì cần phải nỗ lực và phải hình dung rõ được cái giấc mơ và cái tầm nhìn khi mà mình làm Nukin là vì công việc gì. Vậy thì khi mà em hình dung được cái những cái khó khăn như vậy, và mình biết được cái người thầy mình dẫn dắt mình là làm cái việc gì để ra kết quả, thì em chỉ tập trung vào hai điều mà thầy Linh luôn dạy, đó là phải học marketing thật là tốt, và cái thứ hai là phải học sale thật là tốt. Thì khi mà mình bắt đầu vào học như vậy á, mình cũng là một con người chưa biết cái điều gì, và mình tập trung vào học sale cực kỳ tốt vào cái việc này. Và giai đoạn đầu em là một người sale, em không biết gì marketing. Cái giai đoạn đầu á, thì học marketing về chạy một số ra 3 triệu, 4 triệu là phải chấp nhận cái điều đó. Mình chạy như vậy thì mình lấy cái tiền đó để làm cái bài học, thay vì là mình đi nộp vài chục triệu vào những cái khóa học mà rất là tốn tiền, và mình không làm cái điều, không làm cái kết quả, rồi mình lại trách móc thầy, rồi trách móc người dạy, rồi trách móc những người này kia. Thì thay vì thầy cho những cái giá trị và cho những cái lộ trình đi, và mình dùng đó để làm cái bàn đạp, lấy tiền để lấy cái kinh nghiệm, là em thấy cái đồng tiền mà mình mất đi thì mình thấy cái giá trị của nó. Và trong cái thời gian mà mình làm như vậy á, mình học được những cái bài học là gì ạ? Khi bản thân mà đội nhóm mình chưa ra kết quả bùng nổ á, thì hãy hỏi lại cái nguyên nhân tại sao mình và đội nhóm lại chậm phát triển. Và có một cái thời gian á, có một thời gian là tự nhiên mình cái đội nhóm mình nó tăng tốc rất là nhanh, xong rồi đến một cái thời gian nó chậm lại, như một cái bản đồ hình zin thầy Linh, bản đồ về cái nhịp tim á. Mình lên một cái là mình rất là chủ quan về cái cách thức của mình làm. Cái hồi đầu là tụi em là người đi tiên phong về những sản phẩm như cao cấp như Gavin Spa, là doanh số bùng nổ rất là cao, tháng có thể là lên được 2 ad, có thể lên được 3 ad, xong rồi tháng sau rồi lại rớt, rồi lại lên, rớt rồi lại lên. Tức là cái doanh số tới từ cái chiến lược của mình đi rất là nhanh, nhưng mà nó cũng đồng thời nó làm cho mình rớt lại, là tại vì mình tập trung về bán lẻ quá. Và mình lo, mình ôm rất là nhiều thứ về cái điểm, và cũng như là tự mình phải sell. Thì lúc đó mình nhìn lại, mình sell tốt như vậy, vậy thì mình học cái điều gì để mình truyền tải lại cho người khác. Tức là cái quy trình nó chưa rõ ràng, mình bán thì rất là giỏi, nhưng mà mình lại truyền tải lại cho đội ngũ thì nó lại bị chậm. Thì đó là cái quy trình là mình khi mà mình tìm được cái nguyên. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp, thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông, thì mỗi lần mà Linh upload video lên, thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại, đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công, và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp. Nguyên nhân tại sao mà đội nhóm mình chưa phát triển, thì mình thấy được cái ở trong này là do mình chưa có quy trình rõ ràng để đào tạo các bạn. Và sau khi mà mình sell tốt như vậy, bắt đầu là mình chuyển sang lại học marketing. Học marketing thì lại bị sấp mặt. Tức là từ một người mà chuyển sang từ học sale, xong chuyển sang marketing, thì kiểu như là cùng phải học lại từ đầu. Và không có ai mà gọi là vừa sale vừa ad giỏi một lần hai bước được. Đối với team em thì học sale tốt trước, xong rồi hãy chuyển dần qua marketing. Có sale thì có doanh số, có doanh số có lãi, nó bắt đầu lấy cái lãi đó bù đắp cho những cái tháng không ra kết quả để bù trừ lại cái marketing. Thì em đưa ra những cái lộ trình như vậy cho toàn team đi trong vòng một năm vừa rồi, trong vòng 6 tháng vừa rồi, thì em thấy nó có kết quả, và em thấy là cái tỷ lệ phát triển nó rất cao hơn so với những cái đợt trước. Vậy thì thầy có hỏi em một câu là ai đã tác động và giúp em vượt qua sau những cái bao lâu có kết quả, đúng không ạ? Và em học hỏi được đúc kết những cái điều gì. Vậy thì thực ra là khi mà em mà bị tác động, mà ai giúp em vượt qua những khó khăn đó,
thì cái điều đầu tiên là em nghĩ tới gia đình, nghĩ tới người mẹ. Mẹ em năm nay cũng 60 mấy tuổi rồi, em là út, năm nay mẹ em 60 mấy tuổi rồi và tuổi cũng không còn được nhiều rồi. Thì cái người đầu tiên tác động vào đó là chính là mẹ mình. Mẹ mình 60 mấy tuổi mà vẫn cứ ở quê chật vật như vậy, chưa bao giờ đặt chân bước ra nổi cái Sài Gòn, và ra nổi cái Đắk Nông, và đi đâu cũng không chăm đi, sợ thì sợ bị lạc, đôi khi là sợ bị này kia. Rồi người anh, người chị của mình vất vả nuôi mình bao nhiêu năm để ăn học như vậy, có thể là hy sinh kể cả cái tuổi thanh xuân, lấy chồng muộn, lấy vợ muộn để mà lo cho em ăn học, rồi mà lo cho em từ công việc ở nhà, cũng như là khi mà bước vào Nukin cũng lo em rất là nhiều thứ. Thì em thấy gia đình mình là cái bước bàn đạp rất là lớn để em tập trung vào công việc này. Và cái thứ hai nữa là em tập trung vào cái điều gì ạ? Tập trung vào cái chính bản thân mình phải nâng tầm lên. Thì lúc đó cái đội ngũ mình mới nhìn vào mình và làm theo như mình được. Tức là cái kết quả của toàn team làm ra là từ cái người leader phải làm ra kết quả đó. Hoặc là muốn một người nào đó vào cái đội ngũ của mình thì chính bản thân mình phải tạo ra con số. Thì đó là cái động lực lớn nhất để giúp cho em đạt những cái con số mà trong vòng 2-3 tháng vừa rồi em thấy nó có sự tăng trưởng đều. Và em hy vọng là với cái mô hình em đang làm thì nó sẽ tăng trưởng gấp đôi, gấp ba cho những tháng vừa rồi. Và em đã thấy cái điều đó xảy ra. Hay quá. Vậy thì anh muốn hỏi một cái câu hỏi đó là làm thế nào mà để em luôn có được trên 10.000 GSV mỗi tháng như thế? Em có thể chia sẻ cho mọi người về những cái chiến lược hay là những cái cách thức làm thế nào để em luôn vượt qua 10.000 GSV mỗi tháng? Ok thầy, em đã nhận được câu hỏi của thầy. Cái thứ nhất đó là tại làm thế nào để luôn có 10.000 GSV trong một mỗi tháng. Tức là cái doanh số bán lẻ nó phải tới từ 10.000 trở lên, đó mới gọi là công nhận cái công sức của mình, hay là đổi sale, đó là công sức của mình. Thì cái điều đầu tiên em nhìn vào đây á, đó là cái con số trước này. Cái con số 10.000 nó sẽ tạo ra cái điều gì? Con số 10.000 nó sẽ tạo ra cái điều gì khi chính sách Velocity nó thay đổi? Như những cái chính sách cũ 10.000 nó chỉ rơi vào khoảng tầm là 40 triệu, 45 triệu thôi. Nhưng mà tại sao một công ty nó tầm cỡ như vậy nó lại thay đổi cái chính sách này nhanh chóng và nó áp dụng cho Việt Nam mình, nó lại muộn hơn nước ngoài? Tức là cái chính sách này nó đã áp dụng thế giới vào tháng 5 vừa qua rồi. Và em theo dõi được những cái live stream, những cái của chú An rồi của chú Đin nói rất nhiều về Velocity. Nó thay đổi hẳn những con số và giúp cho cái nguồn thu nhập nó tăng trưởng gấp 2, gấp 3. Và em thấy đó, thì ngay trong cái thời gian bây giờ mình phải fit lại được cái đội ngũ bán lẻ. Phải fit lại đội ngũ bán lẻ làm sao để phải auto được 10.000 trở lên mỗi tháng. Và mình lấy đó là con số để mình nhân rộng cho những leader vào đây. Là mày vào đây là phải học sale đầu tiên. Mày phải giỏi về sale đầu tiên, mày phải giỏi về ad đầu tiên, rồi mày mới build hệ thống. Hoặc là anh vô đây, anh có 5 người, 10 người, tôi sẽ chia cho anh là người này sẽ học cái gì, người sẽ học cái gì và anh sẽ làm cái việc gì để đạt con số 10.000. Tức là em xác định mục tiêu vào đây, bạn sẽ làm với tôi, sẽ làm 10.000 để đạt được con số là gần 100 triệu tiền hoa hồng. Và chưa tính cái tiền bán lại và sharing bonus. Thì em thấy thứ nhất, điều đầu tiên ở đây là gì ạ? Là cái con số phải rõ ràng. Em nhìn thấy Velocity nó thay đổi rõ ràng luôn ạ. Tại vì chính sách cũ nó chỉ có 10.000, nó chỉ đạt được khoảng tầm là 40 đến 45 triệu là gọi là cao nhất. Thì chính sách mới đến lên tới khoảng trên 80 triệu thì em thấy nó rất là tuyệt vời cho mình nhìn vào để mình chạy. Và mình nhìn vào con số đó là mình thấy được cái kết quả hàng ngày. Team 10.000 nó sẽ đến từ đâu ạ? Đội ngũ nhân viên em sẽ sell được 10.000 và em chia ra là mỗi ngày là phải sell ít nhất là phải 300 điểm. Ít nhất là phải 300 điểm như vậy cho 4-5 nhân viên sale. Nhưng mà em luôn đặt vượt ngưỡng như thầy đã dạy. Muốn đạt cái điều gì thì phải vượt ngưỡng. Và em có một cái công thức đó là học theo tất cả những gì của thầy Linh. Đó là cái công thức của em. Và hệ thống tăng trưởng á, thì lúc đó em sẽ nhân rộng ra được. Và em sẽ làm ra được cái điều đó cho những cái leader khác. Vậy thì ở trong này á, là thứ hai, đó là xây dựng cái quy chuẩn hóa từ cái đầu vào. Tức là người vào sẽ em bám sát rất là sát với cái chiến lược của thầy Linh đưa ra. Tức là phải có đầy đủ team về ad, đầy đủ team về sale, đầy đủ team về hệ thống. Tức là phải có một dàn lead để chuyên lead đội ngũ về ad, chuyên lead đội ngũ về sale. Và em sao chép cái mô hình này ra cho tất cả anh em mới bắt đầu vào. Và em xây dựng cái văn hóa cho team và bám sát đúng như thầy dẫn dắt. Tức là mỗi ngày phải đặt top 5. Mỗi ngày phải đặt top 5 đối với người leader là top 5 cuộc đời, top 5 5 năm, top 5 1 năm, top 5 1 tuần và top 5 1 ngày. Còn nếu mà nhân viên thì em cho là top 5 1 tháng và top 5 1 ngày thôi. Tại vì các bạn chưa hình dung ra được cái cốt lõi của cái việc đặt top 5 lớn. Thì em cho các bạn làm cái việc này mỗi ngày lên buổi sáng. Rồi bắt đầu là mục tiêu toàn team. Mục tiêu toàn team là tháng này tôi muốn doanh số của toàn team là 2 tỷ.
2 tỷ bán lẻ, và 2 tháng vừa rồi em đạt được cái điều đó, em rất là may mắn là vì em đạt cái mục tiêu em hoàn thành được. Yeah. Yeah. Và bắt đầu là mục tiêu cá nhân của toàn nhân viên, của toàn leader. Yeah. Leader muốn 300 triệu đặt xuống và làm nhân viên đạt mục tiêu là lương tháng 40 triệu đặt xuống, và mỗi ngày sẽ bao nhiêu sản phẩm và bao nhiêu doanh số thì em đặt cái đó. Cái điều thứ hai nữa là em sẽ ứng dụng cái mastermind của thầy đưa ra, tức là em sẽ tạo ra một cái đội cứ 4 người một lần, cứ 4 người một đội, là cứ mastermind, nhân viên mastermind cho nhau, leader mastermind cho nhau, đội ad mastermind cho nhau, và em thấy cái kết quả nó ra đều. Cho dù một, các bạn kêu ad đứng, nhưng mà em một tháng em cứ ra đều một ngày cứ trăm số các bạn xem. Yeah. Yeah. Và em thấy cái điều đó nó rất là tuyệt vời, và một cái văn phòng nó tràn đầy cái năng lượng như vậy, em thấy tiền nó về hàng ngày rất là thích thầy. Và cái điều thứ ba nữa đây á, là em làm cái lòng biết ơn. Em cho các bạn leader học về cái lòng biết ơn mỗi ngày, phải cảm ơn cuộc sống của mình là mỗi ngày tôi học cái điều này, tôi có những người thầy, những người đồng đội, những người anh em, rồi những cái vật chất, những cái tiền bạc tới với tôi có cái lý do, đó là cái lòng biết ơn. Và cứ cái tiếp theo thứ tư nữa là cái tuyên bố. Em được chị Trang mới chỉ lại đây là cái tuyên bố phải đọc, và đọc mỗi ngày, đọc 2 tiếng mỗi ngày, 2 tiếng mỗi lần, tức là mỗi ngày em chia ra khoảng 10 lần, 8 giờ, 10 giờ, 12 giờ, 2 giờ, 4 giờ, 6 giờ, 8 giờ và 10 giờ, đó là 10 lần, đọc tuyên bố liên tục như vậy. Và cái cốt lõi của cái việc mà giúp cho team em, kể từ bán lẻ, kể cả leader, tức là mục tiêu không như cái lúc trước tụi em làm, tức là hồi trước tụi em làm mục tiêu rất là lơ mơ, là du lịch rồi sức khỏe rồi này kia, nó không có rõ ràng. Nhưng mà khi được chị Trang coaching á, cái mục tiêu cần phải rõ ràng, cái con số á, nó phải tới từ bao nhiêu, 10.000 sẽ tạo ra được bao nhiêu tiền, 2 tỷ nó tới từ việc làm gì, và mục tiêu á, mỗi ngày doanh số bao nhiêu và phải bán được bao nhiêu và lại được bao nhiêu, nó phải rõ ràng cái con số như vậy. Tức là cái mục tiêu phải nhìn được cái con số cụ thể ngày giờ đạt được, và em cho các bạn làm cụ thể như vậy. Cho dù các, cho dù bạn bạn sale, bạn bạn muốn 3 triệu bạn cũng phải nói ra 3 triệu là bán mấy cái máy Lumi, bán 3 cái máy Lumi hay là 2 cái máy Lumi, 3 triệu bán bao nhiêu liệu trình lăn, bao nhiêu liệu trình dung dịch, các bạn phải nói ra cái điều đó. Và em thấy em áp dụng thì kết quả nó ra rất là đều. Thì đó là 5 cái điều em chia sẻ, top 5: mục tiêu, lòng biết ơn, đọc tuyên bố và mastermind. Hay quá. Cũng là cái để mà đạt được kết quả này là team của em áp dụng rất triệt để về những bài học từ những cái khóa học của Đại học Triệu Phú, Tư Duy Triệu Phú, rồi Leadership Training, đúng không? Nói chung là áp dụng một cách triệt để và nó rất là sâu sát. Bởi vì từ hôm giờ chúng ta livestream đến nay là tất cả khoảng 16 cái livestream hết, thì đến từ những cái người leader mà hay là những cái người mà top GSV ấy, thì chúng ta đều thấy một cái điều rằng là tất cả mọi người đều là áp dụng, thứ nhất đó là về mastermind mỗi buổi sáng, cái thứ hai đó là áp dụng về cái top 5, viết top 5, cuộc đời top 5 năm, top 5 một năm, top 5 của một tháng và top 5 theo ngày. Rồi sau đó là mỗi ngày là chúng ta làm về cái cứ 2 tiếng chúng ta tuyên bố một lần, đúng không? Rồi sau đó chúng ta làm về cái quy trình buổi sáng, quy trình về biết ơn, quy trình về cái hành trình của mình, cái hành trình của cuộc đời đấy. Thì chúng ta thấy rằng là, nên là chúng ta thấy tất cả những người mà đạt doanh số cao thì họ đều áp dụng cái về NLP, áp dụng về những cái của nghĩ giàu làm giàu vào trong cái công việc và cuộc sống của mình, thì doanh số nó vượt lên rất là vượt trội. Ví dụ như lớp 5 giờ sáng của Ngọc Anh, và có những bạn mà bán doanh số cả 100 triệu một ngày đấy, thì đơn giản đó là áp dụng một cách rất là có là đầy cảm xúc khi mà áp dụng về mastermind, áp dụng về cái tuyên bố 2 tiếng một lần, rồi áp dụng về top 5, thì nó đạt được doanh số và tất nhiên năng lượng của mọi người cao trào rất là kinh khủng luôn. Đấy, thì chúng ta thấy là một cái câu chuyện rất rõ ràng đến từ của đội nhóm của Hoàng Dung, đúng không? Thì một cái câu hỏi nữa là theo em thì đâu là yếu tố nào để giúp em có được kết quả này? Ok, yếu cảm ơn thầy. Yếu tố quan trọng nhất khi mà mình áp dụng những cái công thức đó, có nghĩa là thế này, cũng có nhiều bạn, nhiều người cũng áp dụng, nhưng có người thì có kết quả, có người thì không có kết quả, thì em có thể chia sẻ cho mọi người đó, thì đâu là yếu tố mà làm cho em có được kết quả đấy? Em đã nhận được câu hỏi của thầy. Đâu là cái yếu tố mà giúp em được có kết quả như vậy á? Là cái yếu tố giúp kết quả như vậy đó là em thay đổi cách làm việc. Em thay đổi cách làm việc ở trong từng bộ phận, từng con người và từng cái cá nhân.
tức là ai mảnh gì thì em sẽ tập trung mạnh nhất vào cái bản ấy, và em tập trung vào hai thứ duy nhất để giúp toàn team ra kết quả, đó là xây dựng cái đội marketing rất là chắc. Một team chuyên đi sản xuất content, chuyên làm video, chuyên phải đi test những cái cách thức làm mới để làm sao mỗi khi cái cách làm này nó bị đứng thì nhồi cái cách khác vào, thì làm sao phải đều đặn số cái đội ngũ sale hàng tháng, sale hàng ngày. Và em tập trung cái thứ hai là tập trung vào đội ngũ sale, là các bạn phải quyết liệt với cái mục tiêu của mình. Các bạn phải học thật là giỏi về sản phẩm này, đã là học dung dịch thì hãy bét dung dịch luôn, đã học về Lumi hãy bét về Lumi luôn, và hãy bét một sản phẩm nào đó đứng học lan man. Thì lúc đó em thấy ra cái kết quả nó ra rất là tuyệt vời. Và học về sale á, thì nó có những cái công thức ở về sale ở trong đó, học về ad nó có những cái cách thức ở trong ad, và em xây dựng riêng biệt cái điều đó, rút sale học liên tục. Ví dụ như sale đi, bạn một bạn là phải post ít nhất là 3 bài sale hoàn thành ngày hôm đó, tức là chốt được khách nào là phải up lên cái cách thức sale của bạn ấy trong ngày hôm nay. Ad á, thì phải up lên ít nhất là phải 2 video đã chạy được, 2 content đã chạy được để cho tất cả đồng đội khác, ví dụ như bị bí thì lấy lên nó mà làm, rồi người khác cùng đưa lên như vậy, và em cho đi một cái rút như vậy để cho các bạn làm việc sinh hoạt chung với nhau như vậy, và em thấy ai cũng ra kết quả như vậy. Có đứng thì đứng 1-2 ngày thôi, ngày sau lên cam mới nó sẽ ra rồi, chứ không có đứng 10-15 ngày như vậy. Và quy trình cho một người mới á, vào học ad thì sẽ học cái gì? Quy trình rõ ràng như thầy Linh chia sẻ, cứ vào một tuần đầu là làm về content 30 bài mỗi ngày, và viết content liên tục, làm video liên tục, đến khi nào mà ra bài best thì thôi, chạy ra số tốt thì thôi. Còn ad, còn sale thì sẽ vào học cái gì ạ? Sale thì học về sản phẩm, học phải hiểu rõ hết tất cả về công dụng, về cách thức, rồi về đối thủ cạnh tranh, rồi cái công nghệ của mình phải hiểu rõ. Thì khi mà gặp những cái người khách khó tính, những người khách nhóm này, nhóm kia, nhóm nọ cùng xử lý được, thì em đào tạo từng cái team nó riêng biệt như vậy, và có những cái cách thức nó hoạt động ở trong những cái group đó, và mỗi cái quy tắc của team nữa. Quy tắc thì văn hóa thôi ạ, ai vi phạm thì cứ đóng phạt, ai tới trễ cứ đóng phạt, cứ theo thầy Linh mà làm, thầy Linh nói sao cứ làm vậy. Thầy Linh áp dụng thế nào em áp dụng như vậy, kỷ luật tạo nên những con người tạo ra kết quả. Và cái và em xây dựng văn hóa cho từng anh em, từng bộ phận. Kiểm soát được là ngày hôm nay chưa làm được cái gì, rồi ngày hôm nay doanh số chưa làm cái gì, cái điều gì khiến cho em hôm qua không làm được, và em sign up với các bạn trước khi về và trước khi lên ở văn phòng, và em xây dựng có một số vài cái game xây dựng trong đó nữa để cho các bạn là thi đua. Yes. Hay quá. Yeah. Rồi các bạn, trong quá trình mà chúng ta lắng nghe chia sẻ của bạn Hoàng Du đó, thì chúng ta có bất kỳ một câu hỏi nào thì chúng ta đều comment ở dưới đoạn livestream này để Hoàng Du có thể chia sẻ cho chúng ta một cách chi tiết và rõ ràng hơn nhé. Chúng ta cứ hãy mạnh dạn đặt ra những câu hỏi để Hoàng Du có thể chia sẻ cho chúng ta. Lúc nãy giờ chúng ta nghe thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều bài học hay mà từ Hoàng Du đã chia sẻ chúng ta, mà chúng ta cần phải áp dụng nó vào cho đội nhóm mình để chúng ta tăng được về doanh thu. Bởi vì trong tháng vừa rồi đó, đội nhóm của Hoàng Du đã bán được cái doanh số đó là 2 tỷ. Đúng không? Hơn 2 tỷ cái doanh số. Thì chúng ta đón một con số để chúng ta có thể học hỏi, và chúng ta phải tìm hiểu là vì sao Hoàng Du đã làm được cái con số đó. Và chúng ta hãy đặt ra những cái câu hỏi, chúng ta có những cái thắc mắc gì, những điều gì làm chúng ta chưa có kết quả, chúng ta có thể đặt câu hỏi. Một người thật, việc thật, người đã tạo ra kết quả đây, đó là người mà sẽ cho chúng ta một câu trả lời nó đầy đủ nhất và nó chi tiết nhất và nó đầy sự thuyết phục nhất. Nên chúng ta hãy comment và chúng ta đặt câu hỏi, đúng không ạ? Yes. Anh có một cái câu hỏi dành cho em là như thế này. Em có những nhận định như thế nào về cơ hội kinh doanh của Muskin? Ở phần này thì em rất là tâm đắc, có thể là em chia sẻ hơi dài một chút thầy, tại vì em rất là nói Nukin, em rất là gọi là mê luôn thầy. Em ra ngoài em nói Nukin, em rất là mê về công ty, nhất là em nói về cái tầm nhìn. Cái Nukin á, nó vào Việt Nam nó không phải là được là vào đây để mà chiếm lĩnh cái Việt Nam thầy Linh ạ, mà nó vào đây em thấy được là nó cho tuổi trẻ cái cơ hội để bước ra thế giới, và đặc biệt team em hiện tại là thị trường nước ngoài rất là nhiều, rất là rộng. Em thấy em rất là biết ơn về cái tầm nhìn này. Họ vào đây để họ đưa những con người bình thường đi ra thế giới và sánh cùng với những cái người mà cường quốc Nam Châu. Em thấy cái điều rất là biệt. Và em còn nhớ cái năm mà DMS One B á, mà bước vào Nukin để phá tan hết tất cả những kỷ lục mà trong vòng 33 năm qua Nukin hoạt động mà không bao giờ ai sửa gãy được. Và đặc biệt năm 2007 á, là năm mà vinh danh Việt Nam á, khắp Nam Châu luôn thầy. Đến 2018 mà các team elite khác
người ta đi vinh danh Global Convention mà người ta còn thấy rất là nể về những người trẻ của Nukin làm ra được những cái điều đó, và họ thấy Việt Nam là một cái mỏ vàng. Và cái năm đó là tất cả những người mà ở Singapore này, những người ở bên Hồng Kông về để khai thác thị trường Việt Nam, và em thấy họ tràn về Việt Nam một cách như vậy thì chẳng khá gì mà người Việt Nam mình không đi ra bên ngoài. Và em thấy đó là cái tầm nhìn và cái sứ mệnh á, là sứ mệnh cùng như anh Linh Đức chia sẻ, tức là team team DMS và Nukin đều một cái sứ mệnh cả, là vì làm những điều tốt đẹp, là phải giúp cho tất cả hộ gia đình, anh em đồng đội phải thay đổi được cái cuộc sống rõ ràng qua từng con số về tiền bạc, về giá trị và về sản phẩm. Và đó là thấy cái sứ mệnh rất là rõ ràng. Nền tảng công ty, về nền tảng công ty thì em thấy nó rất là tuyệt vời, thầy. Nó có mặt hơn 34 năm rồi, nó không phải là một công ty dễ, một công ty quá trẻ hay một công ty quá già, và nó đạt được những cái doanh số hàng tỷ đô mỗi năm như vậy thì đó không phải là một cái công ty bình thường. Tức là các bạn chưa tìm hiểu rõ về Nukin, các bạn không thấy được cái tầm nhìn và cái cơ hội lớn như vậy. Còn về cái nền tảng sản phẩm á, thì em rất là thích. Em là nói với thầy rồi, em tới với Nukin là em vì sản phẩm, và đứng đầu trong cái ngành chống làm đẹp đó là công ty về mình, là công nghệ Lysen Technology. Đó là một công ty nó đứng tốt hàng đầu thế giới về công nghệ chống lão hóa cũng như là về cái gen của con người. Đó là em rất là thích. Và đặc biệt á, so sánh với những cái công ty mà đang làm về sắc đẹp và sức khỏe thì chắc chắn Nukin nó vượt trội gấp trăm lần rồi, tại vì nó có một dàn khoa học gia gần 120 con người làm việc hoàn toàn thời gian như vậy, và kết nối hơn 160 trường đại học, thì em nghĩ đây không phải là một công ty bình thường. So với một cái sản phẩm mà của ví dụ em ví dụ nha, một công ty dược nó sản xuất ra, chưa chắc gì đã có khoa học gia nằm ở phía sau đó, cái sản phẩm đó. Nó chỉ là dược sĩ hoặc là thạc sĩ gì đó để làm một cái sản phẩm mà người Việt Nam còn cạnh tranh để phân phối cái đó. Vậy tại sao một cái sản phẩm mà có cái nền tảng tốt như vậy mà tại sao mình không tận dụng nó để mình làm cái đòn bẩy? Và cái thứ năm ở đây á, là cái chính sách trả thưởng này, là cái công ty Nukin thì được khẳng định là nó sẽ trả thưởng cao nhất trong tất cả cái công ty về MOM và đa cấp rồi. Và cái điều này nó chứng minh trên cái sàn chứng khoán của New York này, nó không có nói dối nữa. Và họ thay đổi cái chính sách Block City là 2 tháng vừa rồi, nó phá vỡ hết toàn bộ những kỷ lục. Như cô Nga mới chia sẻ, Việt Nam mình phá vỡ kỷ lục Đông Nam Á về chính sách Block City, và đặc biệt là trong team DMS1B mình là phá vỡ kinh khủng nhất. Và biết bao nhiêu kỷ lục mà thị trường Việt Nam phá vỡ nữa thầy. Và cái điều thứ 6 á, là em rất là tâm đắc, đó là mình kinh doanh không biên giới. Đó là cái công việc này nó cho phép tất cả mọi người ngồi ở Việt Nam có thể mở rộng cái mô hình nhỏ lẻ khách hàng ra tất cả thế giới thông qua cái online, và đặc biệt là về cái Facebook marketing. Tức là team marketing mình đang tận dụng triệt để chạy quảng cáo đi tất cả người Việt Nam sinh sống tại tại nước ngoài, nhưng mà còn rất là nhiều cái thị trường tiềm năng là mình chạy cho người bản địa nữa cơ. Tại sao mình không tuyển dụng những người mà người nước ngoài sinh sống tại đó và nói với họ về cơ hội này và chỉ cho họ về marketing, và họ bán với những người bản địa đó? Tại sao mình không chạy cho những người bản địa ở Nhật để mình những người Nhật bán cho người Nhật về cái sản phẩm này? Thì đó là em thấy được cái là kinh doanh không biên giới mình phải nắm bắt được, và em thấy nó có mặt trên 54 quốc gia, chẳng có Thái thì mình cũng chơi. Hay là anh chị muốn bỏ ra nó không có lo, mình bỏ ra một cái đồng tiền để mình làm cái mô hình, mình lo về pháp lý, mình lo về nhân sự, mình lo về chính sách, mình lo về tất cả mọi thứ. Và MU đã vượt qua, MU đã từng làm cái điều đó rồi, nên em thấy rất là khó khăn. Em thấy rất là khó khăn về cái việc mà mình tự làm mọi thứ, thì công ty Nukin cho mình hết tất cả về mọi thứ, về văn phòng, về pháp lý, về nhân sự, về chính sách trả thưởng, về xuất nhập khẩu, đầy đủ rồi. Cái việc của mình chỉ có học thật là giỏi về marketing, xong rồi thấy khách hàng đó, bán sát khách hàng, bán khách hàng có tiền, có lãi, có hệ thống, làm ra 3.000 điểm không khó với cái công việc này. Và cái thứ 7 nữa mà em được học từ một người là luật sư Jennifer ở bên Mỹ á, là người ta nói rất là nhiều về cái tính thừa kế. Ở đây đôi khi một số anh chị em á, cũng chưa chắc gì đã tìm hiểu cái điều này, nhưng mà cho em nói một chút về cái tính thừa kế. Tức là Nukin nó cho mình thừa kế cái hệ thống này qua 3 đời anh chị. Tức là đời em làm, ví dụ em mất đi, em có thể là cho đời con, đời cháu của em hưởng toàn bộ cái hệ thống này, toàn bộ hệ thống này mà không cần phải hoạt động bất cứ cái điều gì. Và cái điều này nó rất nói lên ở ngay chỗ cái sự kiện là Go, ngay chỗ cái sự kiện năm 2017 á, là Go gửi cái logo của Vision á. Tức là có những người trẻ mà mới có 10 tuổi và những bà lão là 80 mấy, 90 mấy tuổi, người ta đi vinh danh. Không phải là vì họ làm ra kết quả đó, mà là con họ làm ra kết quả đó và con họ mất đi, họ thừa kế cho cháu, cho cha, cho mẹ. Và em thấy cái điều đó rất là tuyệt vời, em phải làm cái điều đó. Tại vì em làm một đời, em để lại cho cả thế hệ. Thế bây giờ ví dụ em đi học một cái bằng thạc sĩ, em mở một cái tiệm thuốc tây, chưa chắc gì con em nó đã thích
cái công việc này và nó làm. Đó là cái điều mà con cái nó nghĩ sau này. Và em thấy là cái hoa hồng nó sẽ liên tục trả về, nếu như hệ thống mình có mất đi hay làm gì nó vẫn trả về cho người thân của mình, đúng như vậy. Và cái điều thứ 8 ở đây em thấy là cái du lịch, tức là em chưa đi được những cái du lịch 5 sao nước ngoài, nhưng mà em thấy được những anh chị như anh Linh, chị Trang, Tiến, anh Tâm, tất cả anh em đã đi rồi và về review rất là tuyệt vời. Tức là người ta cho mình thưởng thức được những cái món ngon, được những cái điểm du lịch 5 sao miễn phí đẳng cấp thế giới như vậy. Vậy thì tại sao mình không vào để đi miễn phí miễn phí ở đây có một số anh chị nghĩ là tao bỏ tiền tao đi cũng được, đi Nhật thì 15 triệu, 30 triệu đi cũng được. Nhưng mà chưa chắc gì mình qua đó mình đã đi được những cái nơi đẹp nhất của Nhật, mình đi những nơi gọi là quý hiếm nhất của Nhật. Ví dụ như là một cái quảng trường đỏ của Nga, tại sao mình bước vào đó được thì công ty lo được hết cho mình đi. Rồi cái nhà hát ở Moscow, cái nhà hát ở Sydney, tại sao họ lại tổ chức trong đó được? Họ rất là quy mô và tầm cỡ mới mở được những cái sự kiện như vậy. Thì em nghĩ du lịch 5 sao với Nukin là đẳng cấp nhất. Và thầy Linh đi thì cũng biết đúng không ạ? Mọi người đều nghe review của thầy hết. Rất là tuyệt vời. Và điều thứ 9 ở đây là em thấy cái tuyệt vời nhất là cái làm từ thiện nữa anh chị. Là công ty mình nó có 2 quỹ từ thiện. Một là cái quỹ từ thiện về mổ tim của trẻ em Việt Nam mình. Trẻ em Việt Nam thì toàn bộ DMS One B đóng góp thì mỗi tháng hay là một quý là cứu sống khoảng mười mấy trẻ em thì em thấy điều rất là tuyệt vời. Và trung bình trong năm 2018 em thấy là báo chí đưa rất là nhiều, đó là vài trăm trẻ em được cứu sống tim bẩm sinh vì công ty Nukin mình. Một người trích ra 1% cái hoa hồng và em cũng nằm trong số đó. Em rất là may mắn được làm những điều tốt đẹp. Và em thấy đó là 8 điều tuyệt vời nhất mà em muốn chia sẻ cho anh chị em về cái tầm nhìn của Nukin và cái điều trong Nukin nó có cho mình. Chúng ta vừa nghe nó là một cái những cái lý do nó đủ lớn đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là Hoàng Du là làm việc rất là nhiệt huyết này, và chúng ta thấy từ lúc nãy giờ Hoàng Du chia sẻ với chúng ta đều rất là năng lượng, bởi vì Hoàng Du đã tìm ra được đến 8 cái lý do đủ lớn để thuyết phục mình làm và mình làm với tất cả cái tâm huyết, tất cả cái trái tim của mình khi mà đến với Nukin. Nên là một trong những cái nguyên tắc mà để chúng ta có được cái thành công lớn đó là chúng ta phải có những cái lý do nó phải đủ lớn, nó thuyết phục chính bản thân mình để chúng ta có thể chúng ta sống, chúng ta làm việc, chúng ta cống hiến với nó, và mỗi ngày chúng ta làm và chúng ta cảm thấy niềm vui, chúng ta cảm thấy hạnh phúc về công việc đó thì công việc của chúng ta nó phát triển rất là mạnh, đúng chưa? Nên là bây giờ các bạn có câu hỏi nào chúng ta cứ tiếp tục đặt câu hỏi cho Hoàng Du, nhưng mà chúng ta hãy đặt câu hỏi nhé. Và trong quá trình mà chờ những cái câu hỏi của mọi người đó thì anh có một cái câu hỏi kế tiếp, đó là em có lời khuyên gì dành cho những bạn mới bước chân vào làm Nukin? Rồi em cảm ơn thầy ạ. Và những cái thách thức mà họ sẽ gặp phải và họ nên chuẩn bị tâm lý như thế nào để chiến thắng? Ok, em đã nhận được câu hỏi của thầy, đó là em có lời khuyên gì dành cho những bạn mới bước chân vào Nukin đúng không ạ? Em có một vài cái lời khuyên nhỏ á. Tức là cái thứ nhất á, nếu thật sự bạn đã hiểu rõ về Nukin, bạn đã biết được cái Nukin á là cái con đường cuối cùng để đi kinh doanh á, thì em khuyên các bạn là nên nghiêm túc để tìm hiểu thật là kỹ. Tìm hiểu Nukin thật là kỹ vì cái gì ạ? Về những cái giá trị nó mang lại cho bản thân của mình trong Nukin nó khác biệt gì so với ở bên ngoài. Ví dụ như đi làm bất động sản thì các bạn luôn quay cuồng vào cái việc là phải đi chạy doanh số, rồi khi nào mới có tương lai hay là nhìn vào những cái người sếp của các bạn có nhà, có cửa và nhìn đấy là động lực, nhưng mà chỉ có vài ngàn người mới có một người mang danh ẩn tích là phô bày cái như vậy. Vậy thì trong Nukin á nó có cái giá trị gì để cho mình tâm huyết với nó? Nó đôi khi không chỉ là vì tiền, nhưng mà đôi khi các bạn nghĩ đây làm vì những cái thứ khác, vì cho cha cho mẹ, hay là vì về cái tài chính, thì mình phải có một cái lý do thật là đủ lớn và nghiêm túc tìm hiểu nó có thực sự như vậy hay không, và hãy tìm những con người làm ra kết quả và cùng cái chí hướng với mình để đồng hành với nó. Cái thứ hai nữa là đã xác định Nukin rồi, hãy đồng hành và chọn đúng cái người thầy dẫn dắt cho mình. Và em rất là may mắn ở trong môi trường em được thầy Linh và Trang và Vân Đầu dẫn dắt em tới từ buổi hôm nay, và em rất là biết ơn cái điều đó. Tức là cái việc mà mình học là một việc, cái người thầy mình dẫn dắt là một việc, và cái điều tiếp theo là đổi nhóm và cái văn hóa của mình phải giúp cho mình phát triển, phải phát triển nhanh hơn. Có một số anh chị em suy nghĩ là vào Nukin bây giờ thì quá muộn rồi, nhưng mà đối với em đó là cái suy nghĩ của người là chưa thực sự là có cái định hướng rõ. Như câu chuyện của thầy vào trễ hơn người ta rất là nhiều, nhưng mà những cái kết quả thầy tạo ra, đột phá 4 tháng là trở thành team lead rồi, trong khi người ta
2 năm, 3 năm mới trở thành team lead. Vậy thì họ sẽ nhìn vào kết quả của người đi sau. Tức là người đi sau sẽ làm ra kết quả bùng nổ người đi trước nếu như tập trung vào đúng cái giá trị và cái cốt lõi của mình muốn ở trong cái Nuki này. Và em thấy đó cái điều mà em muốn khuyên nhủ các bạn. Và cái điều tiếp theo á, là cái điều tiếp theo á, là khi á, mà các bạn có khi bước chân vào Nuki á, thì em nghĩ là hãy cho mình một số người thầy lớn để lắng nghe được những cái tư duy họ lớn hơn. Đôi khi những người trẻ như anh em mình thì cái giá trị nó ở cái mức độ là làm ra tiền rồi tư duy vượt trội, nhưng mà có một số về cái sự tự do như chú An, chú Đinh là nên tìm hiểu thêm những cái người đó để thấy được cái giá trị họ làm lớn hơn. Dạ, họ có cái đội nhóm lớn hơn, họ có những cái tầm nhìn và tư duy nó lớn hơn, thì họ sẽ thấy được cái giá trị họ ở lại. Thì tốt nhất là hãy follow những người đã làm ra hàng chục triệu đô, hàng triệu đô như vậy để thấy được cái tầm nhìn lớn hơn ạ. Dạ. Em chia sẻ đây thêm hai cái vấn đề tiếp theo là về cái thời điểm. Và tại sao lại thời điểm ạ? Cái thời điểm hiện tại là dành cho giới trẻ. Tại vì sao ạ? Cái hiện tại thì giới trẻ nó đang phá vỡ hết những cái kỷ lục về những cái YouTube, về những cái marketing, về những cái sale. Và những cái kết quả này nó tới từ toàn những người trẻ, và đặc biệt ở trong team mình á, những cái người trẻ làm ra doanh số rất là khủng, 18, 19 tuổi làm rất là khủng. Và ở bên ngoài kia, bất động sản người ta bán một căn chật vật cả tháng được có một căn như vậy, và tối tắp mặt mờ là phải đi cầu nải để xin, em xin lỗi cho nói cái đụng chạm gì á, nhiều lúc là phải đi tới tận nhà để gõ cửa buổi sáng để cà phê với họ, đôi khi còn lén lút này kia nữa. Đấy, đó là em thấy là cái người trẻ rất là giỏi về trong những cái lĩnh vực về làm marketing. Vậy thì đâu là cái thời điểm mà người trẻ là người sẽ quyết định cái nền kinh tế của nòng cốt của thế giới? Tại vì họ sẽ lấy cái online đó để làm cái đòn bẩy và vươn ra thế giới, cũng như là cách anh Linh đang hướng dẫn cho tất cả anh em dùng online để làm Nukin và dùng Nukin để đi ra thế giới. Và em thấy nó phá vỡ hết mọi cái thử thách, mọi cái khó khăn và mọi cái địa lý vị trí. Và cái điểm thứ hai nữa đó là cái sự phù hợp. Phù hợp là gì ạ? Là công ty mình á, công ty Nuki nói chung á, là công ty nó đang tăng trưởng rất là nhanh, nó truyền thông cực kỳ mạnh. Tại vì á, cái mục tiêu của nó năm nay là 2.000 tỷ doanh thu trong năm 2019. Vậy thì cái miếng bánh ngon ở đâu ạ? 40% doanh thu sẽ được trả về cho nhà phân phối. Vậy thì anh chị làm á, thì anh chị sẽ nhận nhiều, anh chị làm ít anh chị nhận ít. Và đây á, công ty Nuki nó nói năm 2019 là cái thời kỳ hoàng kim mà công ty đang bắt đầu bùng nổ. Thì ai nhanh hơn thì được phần nhiều ạ, và ai chậm hơn thì được phần ít. Và đó là cái rào cản mà người trẻ là phải phá vỡ được cái đất diện của mình ở trong Nukin. Và phải loại, và đặc biệt á, đêm mấy con bi đã phá vỡ hết tất cả những cái lục đó rồi. Và chính thầy và chính cái những cái lục đó là được thầy và cô Nga dẫn dắt và hỗ trợ hết. Còn lại tất cả các bạn là một là các bạn muốn từ khởi nghiệp với công việc khác, hay là các bạn muốn tập trung toàn ý vào Nukin, là các bạn làm công việc khác thì các bạn phải lo hết tất cả mọi thứ, đúng không ạ? Về thuế má, về nhân viên, về nguồn hàng, về nhân sự, về pháp lý, rất là mọi thứ đau đầu chật vật đủ thứ. Hay là các bạn muốn vào đây chỉ tập trung hai việc duy nhất, ba việc duy nhất: một là marketing thật là tốt, bán hàng chăm sóc khách thật là tốt, và cái thứ ba nữa là xây dựng hệ thống tự động thật là tốt. Thế từ bây giờ em làm 50.000 em vẫn cứ có thời gian chơi các bạn rất là nhiều, nấu ăn này kia, giúp các bạn nhân viên viên là bình thường, và em thấy rất là thoải mái khi em làm được cái mô hình như vậy, và em thấy rất là happy. Hay quá. Rồi, các bạn có những câu hỏi gì dành cho Hoàng Du, chúng ta cùng đặt câu hỏi cho Hoàng Du nhé các bạn. Những chia sẻ rất là hay, rất là cụ thể, rất là rõ ràng, và bởi vì đây là một cái câu chuyện thực tế. Từ cái kết quả thực tế và trong những tháng vừa rồi mà Hoàng Du đã kiến tạo ra trong cái đội nhóm của chúng ta. Nên là các bạn có những cái câu hỏi thì chúng ta cùng đặt cho Hoàng Du nhé. Mọi người cứ comment về các câu hỏi đấy các bạn. Và bây giờ thì anh có một cái câu hỏi cuối thì đó là mục tiêu của em trong cái thời gian tới đó là gì? Anh có thể chia sẻ cho mọi người không? Hiện tại em có ba cái mục tiêu chính trong thời gian sắp tới. Tức là cái điều đầu tiên em luôn đặt về cái gia đình lên hàng đầu, tức là cái việc mục tiêu của em là gia đình hàng đầu, tức là phải báo hiếu cho mẹ và lo hết tất cả kinh tế cũng như sức khỏe để cho mẹ có một cái sức khỏe tốt với Nukin. Tức là em cho mẹ em phải xài và trẻ và đẹp và phải có tiền với Nukin. Đó là cái điều đầu tiên, là cái mục tiêu là em phải làm từ đây tới hết cuộc đời. Cái điều thứ hai nữa là báo ơn báo nghĩa cho tất cả những người anh người chị mà đã luôn
chăm sóc, thay cha em, nuôi nấng em tới tuổi bây giờ. Và điều thứ ba là về công việc, là chắc chắn phải hoàn thành về chuyến đi Smoko và hoàn thành cái danh hiệu là thành viên 1 tỷ đồng của Nukin trong vòng vài tháng tới, và đặc biệt là đặt mục tiêu đi lên team lead. Đó là cái mục tiêu rất là rõ ràng của em. Dạ, hay quá. Anh có thêm câu hỏi nữa là trong quá trình mà dẫn dắt đội nhóm như vậy đó, thì mỗi người trong đội nhóm của em là họ sẽ có những cái tính cách khác nhau, họ có những cái suy nghĩ khác nhau và những cái hành vi nó khác nhau đó. Vậy thì làm sao để em có thể dung hòa được tất cả mọi người và thống nhất cùng với nhau để cùng với nhau thực hiện cái mục tiêu chung? Ok, em cảm ơn thầy là cho em câu hỏi. Thực ra em cũng áp dụng rất là nhiều về EXC, tức là thầy nói đây em cũng tiện để chia sẻ luôn, đó là khi mỗi bạn mới vào thì cái việc đầu tiên ấy, là em phải cho các bạn test về EXC. Hồi xưa thì em test về chính chất vân tay, nhưng mà em thấy nó không có rõ ràng và nó rành mạch như cái EXC. Thì khi mình làm EXC xong á, thì em biết được các bạn này ở cái nhóm tư cách nào, em sẽ cho các bạn phối hợp với những cái người mà bù đắp với nhóm tư cách đó. Ví dụ như cái người về nhóm D, E, DC, em sẽ cho bạn ấy kết hợp với một bạn về nhóm E và S để chăm sóc khách hàng. Tức là một bạn F về DC kết hợp với một bạn E với bạn S, thì nó sẽ ra được một cái hai bạn kết hợp với nhau để ra kết quả. Dạ. Rồi còn về cái vấn đề về toàn team, sự nội bộ lùng bùng á, thì em cũng bắt đầu làm việc với từng bạn thế ạ. Bạn nào đang gặp khó khăn gì, thì tức là khi mà bước vào một cái văn phòng á, cái nguồn năng lượng nó làm cho mình biết được cái người này đang gặp vấn đề gì và có vấn đề gì hay không. Thì cái việc quan trọng là nhắn tin, gọi điện xem em có rảnh không. Nó bắt đầu là mình có thể là đi ra ngoài, mình trò chuyện, mình khơi gợi đi những cái vấn đề mà họ đang gặp trong ngày hôm nay, hay là ngày hôm qua họ đang bị áp lực cái điều gì đó từ với mình, và em sẽ giải quyết cho các bạn về vấn đề đó. Thực ra các bạn tới văn phòng có hai việc thôi, một là về tài chính, thứ hai là về tâm lý đó. Ví dụ như người trẻ yêu đương này kia, rồi chuyện thứ hai là về kinh tế, về gia đình bảo gửi tiền, hay là tới tháng trả nợ hay là lương gì đó, thì tập nó được xung quanh vào những cái vấn đề đó thôi. Còn khi mà vào công việc rồi thì toàn tim toàn ý là hạ hết những cái sự lo lắng xuống. Tức là trước khi vào công việc em giải quyết cho tất cả các bạn về những cái lo lắng về vật chất, lo lắng về cái tinh thần, và vào là chỉ có tập trung vào công việc, và ra kết quả xong thì giải quyết tiếp. Nếu mà không ra nữa thì mình ngồi lại tiếp ạ. Nghĩa là mỗi ngày không hoàn thành được doanh số thì phải làm gì với các bạn, mà nếu mà ra được doanh số thì mình sẽ thưởng, mình sẽ kích thích, mình sẽ như thế này để giúp các bạn hoàn thành mục tiêu ngày hôm sau. Yes. Hay quá. Rồi các bạn có những câu hỏi gì cho Hoàng Du thì chúng ta cùng đặt cho Hoàng Du các bạn. Chúng ta có những câu hỏi gì cho Hoàng Du chúng ta cùng đặt nhé. Yes. Anh nãy giờ anh đặt rất nhiều câu hỏi, rất nhiều câu hỏi cho Hoàng Du rồi. Mọi người có thể là hỏi em về sale, về cái marketing, có thể em biết một chút gì đó giúp cho anh chị em. Tại vì một thời gian qua em cũng không có sale. Yeah. Em trước đây em sale, mà giờ đây em sale, giờ em tập trung vào ad nhiều hơn, tập trung vào build hệ thống nhiều hơn, nên là anh chị em có câu hỏi và trả lời nào em giúp hết. Yes. Yeah. Hay quá. Mọi người chúng ta có câu hỏi gì chúng ta cùng comment câu hỏi để cho Hoàng Du nhé. Bởi vì em chia sẻ gần như chi tiết quá nên là mọi người đã tìm thấy câu trả lời. Yes, em cũng hy vọng là vậy. Em có thể chia sẻ cho mọi người là những cái sai lầm mà em đã từng mắc phải và em đã khắc phục nó như thế nào được không? Ok thầy, cái điều này em rất là muốn nói, tại vì cái này mình cũng muốn nhớ. Những cái sai lầm á, tức là lúc trước đổi nhóm đi lên á, là do mình cũng nhiều lúc mình cũng kỷ luật, mình cũng áp đặt. Nhưng mà trong cái sự áp đặt như vậy á, mình vô tình mình làm tổn thương người khác. Đó là em nói thật, vô tình mình làm tổn thương người khác cực kỳ nhiều và người ta bỏ mình đi. Và đó là những cái bài học mà sâu sắc, mà thấm thấu tâm can của mình. Và mình nhiều lúc mình phải nhìn lại mình làm cái việc này nó sai ở đoạn nào, mình sẽ sửa ở đoạn nào. Thì sau một cái thời gian mà đổi nhóm lên, người vào người xuống, người vào người ra, người vào người ra, thì em đúc kết được một cái kinh nghiệm là ai mạnh như thế mạnh gì phải cho bạn làm cái điều đó, ai phù hợp cái việc này trong giai đoạn nào em cho bạn ấy làm giai đoạn đó. Bây giờ một người mong muốn kiếm tiền thì chắc chắn phải cho bạn ấy sell. Cho bạn ấy sell, một là giỏi về nhóm D với E thì cho bạn ấy sell, hoặc D với S cho bạn ấy sell. Còn mà bạn mạnh về nhóm D và nhóm C ấy, cho bạn ấy marketing đi, kết hợp với một bạn sell nữa, ăn chia lợi nhuận, các bạn chia đồng đều với nhau.
Thì tức là em chỉ tùy thuộc vào thế mạnh của mỗi bạn, các bạn mạnh về cái vấn đề nào. Cái thứ hai là cái mục tiêu các bạn muốn trong cái môi trường này là tài chính hay là công hiến hay là hệ thống. Thì em sẽ nói về cái hệ thống. Nếu các bạn muốn, họ muốn học về marketing thì ok, em cứ làm việc đi. Tiền đây, mỗi ngày trích ra chạy quảng cáo, test thử, làm thử ra kết quả rồi có tiền. Muốn học về sale, ok, số đây, gọi đi, chốt đi, ra doanh số, thưởng tiền, lương. Dạ. Yeah. Hay là có bạn đặt câu hỏi này. Nguyễn Đại Hữu, em có câu hỏi. Anh Du ơi, trước đây anh mất bao lâu để build được team như ngày hôm nay? Dạ. Em đã lắng nghe được câu hỏi của Nguyễn Đại Hữu. Thực ra em cũng mới bắt đầu vào cái môi trường này chính thức là chưa đầy 2 năm đâu. Nhưng mà cái thời gian mà mình đi lên, mình đi xuống á, mình nhìn nhận được cái gì ạ? Mình nhìn nhận được là mình phải có cái quy trình, anh Linh. Mình phải có quy trình đầy đủ hết cho tất cả các bạn để làm ra được cái kết quả. Có thời gian đỉnh điểm là riêng một mình bản thân em là cân được ba cái chân ẹt, là doanh số mình mấy triệu mà phải đi cắm xe của người yêu, phải đi mượn tiền của đồng đội và phải bán rất là nhiều thứ để mà lấy hàng. Tại vì đơn hàng lên tới cả 100 triệu từ TR90, từ này kia, nó rất là nhiều tiền. Mình phải đi vay mượn nhiều lúc, mình qua cái thời kỳ đỉnh cao như vậy và mình tự mãn với cái tự mãn với cái thành quả của mình. Vậy là bắt đầu là mình không có Hello. Bây giờ để các bạn chờ mình trước, mình mời lại Du. Bên mất mạng các bạn. Các bạn chờ một chút xíu nhé. Để kết nối lại. Du em vào lại để anh mời vào lại Du ơi. Ngô Hoàng Du. Chúng ta có những cái câu hỏi nào cho Ngô Hoàng Du, chúng ta cứ comment các câu hỏi nhé các bạn. Chúng ta comment các câu hỏi cho Ngô Hoàng Dũ. Thì mình mời lại. Rồi, đây rồi. Chúng ta comment về các câu hỏi tiếp đi các bạn. Để Hoàng Dũ có thể chia sẻ thêm cho chúng ta. Em gọi cho ông Lộc. Rồi. Nó mới gọi anh á. Nó gọi anh làm anh mất mạng. Ok thầy, em bị một số trục trặc là có bạn nó bạn gọi điện cho em. Em bị mất mạng. Em xuống đó nó đi. Dạ, yeah. Ok thầy. Vậy thì em xin chia sẻ lại cái phần mà cái này là thầy nghe em rõ chưa ạ? Rồi rồi, nghe rõ rồi. Dạ dạ. Rồi. Cái này em đang chia sẻ đến cái đoạn này mà em nhớ tức là có cái giai đoạn là đỉnh cao á, là mình tập trung vào bán hàng rất là nhiều và đôi khi á cái doanh số mình nó lên, mình lo, mình ôm chân, mình chạy này kia, rồi bắt đầu là mình cam nổi nữa, bắt đầu là mình buông cái gì ạ? Mình buông là không bán hàng luôn. Mình buông là không chạy hệ thống mà mình đi tập trung làm cái việc nó khiến mình bị lan man. Yeah. Và khi như mà những cái vấn đề nó xảy ra là mình nhìn lại những cái bài học của thầy. Là muốn có cái kết quả thì cái việc đầu tiên mình phải có cái hệ thống về bán lẻ, mình phải làm ra cái lại trước. Nhưng mà mình đừng có tập trung quá rồi đến khi là mình gọi là mất năng lượng, mình gọi là bị thỏa mãn với cái kết quả đó. Tại vì người sale mà thầy, lúc nào mình cũng phải có được cái năng lượng tốt này, mình mà bị tiêu cực này kia nó sẽ rớt mình cả tháng. Nó tức là nó sẽ vào một cái thời kỳ nó xuống dốc, không muốn sell, cũng không muốn bán hàng, cũng không muốn làm cái thứ gì đó mà chỉ có đi tuyển người và tuyển cũng không ra, hoặc là tuyển ra vào cũng bán cũng được. Và em mất khoảng tầm là 2 tháng chảy số ra rất là nhiều, không biết tại sao mình sell không ra số, không ra đơn, doanh số không ra được. Và mình nhìn nhận lại là cái cách làm việc của mình chưa đúng. Mà mình phải học lại, và mình phải học lại từ người đi đầu, tức là học lại từ anh Linh, học chị Trang, là phải vào biệt đội lại, là phải vào cái kỷ luật lại. Mình không có thể bỏ bê như vậy được. Không phải là thích chạy số ra, bắt đầu là thích dày và sell, khi nào dày là sell, khi nào thích thì sell cũng được.
nó phải có cái rõ ràng như vậy, và mình phải vào cái khuôn là. Và em rất là may mắn là trong cái thời gian đó là được vào cái biệt đội là King Sale của chị Trang, và bắt đầu là doanh số đột phá trở lại, thi đua toàn team là team em khi nào đứng đầu, ngày nào cũng trăm mấy chục triệu đó, thì nó bắt đầu là lên là như vậy. Bắt đầu là anh em chuyển sang là đi đào tạo rồi bắt đầu tạo những cái lớp vài chục người, bắt đầu nó lại đi xuống tiếp. Tức là mình lo đào tạo quá, mình lo đi truyền kiến thức quá, bắt đầu nó lại đi xuống cái đội, không có ai lo ẹt cho nhân viên ở nhà, không ai lo về doanh số ở nhà, mình cứ tập trung vào cống hiến quá thì cũng không được. Thì 2 tháng là nó bị xuống lại, tức là nó cứ 2 tháng lên rồi 2 tháng xuống rồi 2 tháng lên 2 tháng xuống, và em mới bắt đầu bùng nổ từ ngày sau tháng Tết này thôi ạ. Tức là mới quay trở lại để fit lại quy trình với chị Trang là phải có cái đội ngũ bán lẻ, phải có đội ngũ marketing, và phải biết cách để tuyển lead vào, chứ không phải là tuyển gà rồi mất thời gian đào tạo. Tức là hồi xưa em sống rất tình cảm, em là thuộc một nhóm không có một đi, không một chút đi nào. C ấy, thì nó lưng lưng, còn Y với S ấy, rất là nhiều. Hai cái đó rất là nhiều, tức là sống tình cảm, ai đưa vào cũng muốn giúp cho họ thành công hết. Nhưng mà mình chọn sai người, mình chọn sai người và sai thời điểm, là người ta vào chưa hết, không có phù hợp với cái môi trường này, hoặc là chưa đúng cái thời điểm để họ tạo ra được được ad, rồi tạo ra được Ruby hay là tạo ra này. Và mình cứ tập trung nhồi nhét họ vào về hệ thống, nói về họ về tư duy, nói về công ty, trong khi đó họ chẳng làm được, họ chẳng có được cái tầm nhìn như vậy. Và mình mất nhiều thời gian về những con người mà không rõ ràng như vậy. Và sau một thời gian mình nhìn nhận lại là mình phải học cách làm việc với con người. Và người mà học làm việc con người tốt nhất là học chị thầy Linh và chị Trang thôi. Và em bám sát chị Trang tới cái giai đoạn từ sau Tết tới bây giờ, tại vì em không có cơ hội để mà tiếp xúc với thầy Linh nhiều. Cho nên là em tiếp xúc với chị Trang nhiều hơn thầy nhiều, và em hy vọng thời gian sau tiếp xúc với thầy nhiều hơn đó, để em học cái cách để làm người, cách để fit hệ thống, cách để nói chuyện với một người mới vào, phải nói cái điều gì, và phải cho họ được cái tầm nhìn, được cái điều gì họ phải làm trong cái lộ trình. Vậy thì câu hỏi người đại hữu á, là anh Du ơi, trước đây mất bao lâu để build lại được team như ngày hôm nay? Tức là từ Tết đến giờ khoảng tầm 4 tháng là bắt đầu là có lại cái quy trình, là có lại cái quy trình rõ ràng, là làm từ lên add lại, rồi lên Gold lại, lên Ruby lại, nó có cái lộ trình như vậy cho từng cái giai đoạn. Mình lên mình sẽ làm gì, mình sẽ gắn chân thế nào, mình sẽ giữ điểm thế nào, mình sẽ làm gì với cái đội ngũ add, mình sẽ làm gì với đội ngũ sell, và khi mình tuyển hệ thống mình sẽ tìm người như thế nào để cho nó phù hợp với bản thân mình. Và cái thời buổi bây giờ thì sau 4 tháng vừa rồi á, em lại thay đổi cái về cái tính cách, nó khác hẳn. Tức là nhóm D và nhóm C nó vượt trội hơn hai nhóm kia rất là nhiều. Tức là nó đi xuống hình thang như vậy, hai nhóm này nó lao dốc xuống, hai nhóm kia nó lao dốc lên. Là em thấy được là mình làm việc rõ ràng hơn, cái con số chính xác hơn, rồi doanh thu mỗi ngày nó ok hơn, quản lý tài chính được tốt hơn, không có mượn tiền mất tiền oan, rồi bắt đầu là nể nả cả lề mất. Em cũng vướng về tài chính trước Tết là mất mấy trăm triệu vì cho mượn. Đó là mình là mất cái điều đó, và mình fix lại về cách làm việc của mình, về cái con người của mình, và mình thay đổi cái tính cách nó thông qua những cái buổi đào tạo, buổi training của chị Trang dành cho em. Em thấy em phát triển hơn từ ngay hồi ra Tết đến giờ. Em thấy đội ngũ em đi lên. Anh đang làm live. Yes. Dạ. Dạ. Các bạn có câu hỏi gì nữa dành cho Hoàng Chu thì chúng ta cùng đặt nhé các bạn. Bạn Thoa Check đặt câu hỏi là anh có lời khuyên nào cho bạn mới học trẻ, nhất là các bạn nữ không anh? Rồi ok, em đã nhận được lời câu hỏi của Thị Linh và của bạn Thoa Check. Cảm ơn Thoa. Thực ra đối với một bạn học ẹt á, nó không có quan trọng là bạn ấy là nữ hay là bạn ấy là nam. Tại vì em thấy ở bên team em bạn nữ trẻ ẹt rất là tốt. Họ tập trung làm một thứ họ sẽ rất là tốt. Tức là như thế này, cái cách để mà các bạn học ẹt phải có cái lộ trình Thoa. Tức là em luôn bám sát anh Linh là người mới vào phải làm cái điều gì, phải cho họ về cái tư duy về sản phẩm. Cái sản phẩm mình á, nó khác biệt gì với đối thủ để mà mình phải tập trung vào cái sản phẩm này và phải quyết liệt với cái sản phẩm này để ra kết quả. Cái điều tiếp theo á, là phải học viết content, học sáng tạo nội dung, học làm video, học làm Photoshop liên tục như vậy. Nếu như không Photoshop được thì học một cái app ở trên điện thoại, nó sẽ giúp cho cái khuôn mặt nó lung linh hơn, hay là ghép chữ này kia nó được đẹp hơn. Thì đó là dành cho những bạn nữ học ad. Học phải học viết content. Con người phụ nữ, người con gái á, đôi khi á, người ta còn sáng tác nội dung còn hay hơn những người nam nữa bạn ạ. Cho nên bạn không có cái lý do gì mà phân biệt nữ hay nam á. Nữ đôi khi còn tốt hơn nữa. Và mình thấy được những bạn nữ sáng tác những cái nội dung về tử huyệt, cảm xúc là tốt, tại vì họ cùng cái người phụ nữ,
Ví dụ như bạn viết cho một người về dung dịch vệ sinh nha, những cái điều gì nó sẽ khiến cho người đó sẽ mua hàng, những cái cảm xúc từ huyệt gì khiến cho khách phải mua cái sản phẩm này, hoặc là về True Way hoặc Lumi Galvanic, đó là cái điểm mạnh. Và người và cái điều tiếp theo là gì ạ? Là phải học cái gì ạ? Phải học cách tối ưu, đúng không ạ? Phải học cách nhìn nhận được cái target của mình, cái đối thủ, cái khách hàng của mình. Phải vẽ chân dung ra đi như thầy Linh làm, là phải chia tứ đồ nội dung ra và hãy bám sát cái tứ đồ về marketing như vậy, là bạn ấy sẽ trở thành một best về ad thôi ạ. Đó, và có tất cả video đó hết rồi. Thì đến thời điểm bây giờ, người mới vào em cũng đưa video của thầy Linh cho nghe, và em không có làm video nào khác ngoài video của thầy, là nghe thầy Linh là đủ hết rồi mọi người. Thầy đã làm ra kết quả và nhân bản ra được, và cái việc của mình là chỉ có sao chép và đưa cho người mới làm theo những cái điều mà thầy đã chỉ dạy. Và đến thời điểm hiện tại cứ nghe là kết quả, cứ mất cảm xúc, cứ mất tinh thần là cứ nghe những cái video về của thầy Linh là tự nhiên là có kết quả. Em cũng vậy, nghe lại những cái video hơn một năm trước thầy nói cái lý do tại sao lại chết tài khoản, tại sao phải có tài khoản chất như thế này thế kia, cứ nghe lại video của thầy Linh là ra kết quả. Đó là điều mà dù muốn chia sẻ có chết ha. Hay quá. Rồi, các bạn có câu hỏi gì nữa, chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi nhé các bạn. Dạ Xuân Trang, em là một minh chứng set ad đỉnh luôn Ly ha. À, có bạn Ly, bạn nói là nữ, dạ anh, nữ làm ad tốt chứ đúng không anh Du? Thì Trang trả lời em là một minh chứng set ad đỉnh luôn Ly ha. Tức là Bùi Thị Kim Ly set ad cũng rất là tốt, đúng không? Yes. Rồi, chúng ta có những câu hỏi nào nữa? Hai máy rồi. Chúng ta đặt cho Hoàng Du đi ạ. Đủ ánh sáng nha. 47 lumi rồi. Mọi người, chúng ta có câu hỏi gì nữa? Chúng ta cùng đặt cho Hoàng Du đi các bạn. Cơ hội chỉ có một lần duy nhất thôi các bạn. Nhiều giấy như kèo. À, chúng ta có câu hỏi gì chúng ta cùng đặt câu hỏi nào. Ok, nếu bây giờ tất cả chúng ta không có câu hỏi nữa thì cảm ơn Hoàng Du đã dành một buổi tối hơn một tiếng đồng hồ để chia sẻ cho tất cả mọi người về cái câu chuyện thành công của mình và những cái rào cản, về những cái vấn đề mà mọi người cần phải vượt qua. À, có bạn Thủy hỏi là viết content làm sao cho hiệu quả. Viết content làm sao cho hiệu quả? Cái này thầy Linh trả lời, em trả lời à? À, em trả lời, em trả lời. Ok, chào Thủy. Thì thực ra để mà viết cái content này hiệu quả thì cái đầu tiên á, thì bản thân mình phải làm gì ạ? Mình phải hiểu được cái sản phẩm của mình như thế nào, đúng không ạ? Mình phải vẽ ra được cái tứ đồ nội dung và cái điều mà mình muốn truyền tải. Ví dụ bạn đang bán sản phẩm gì ạ? Ví dụ bạn bán về Lumi Spa đi ha. Bạn sẽ muốn bán cái sản phẩm này cho khách hàng nào và cái nhu cầu của khách hàng này là gì? Ví dụ như bị mụn, bạn sẽ viết cái điều gì khi mà một người mụn bị, là người ta sẽ gặp cái vấn đề gì về bị mụn. Họ sẽ bị kỳ thị, họ sẽ bị mất tình cảm, họ sẽ bị như thế này, họ sẽ bị như thế kia. À, các bạn phải như vậy đúng không ạ? Tức là sản phẩm mình không thể nói nhiều công dụng trên một sản phẩm được. Ví dụ như bạn chỉ nói về nám thôi, thì lý do tại sao bị nám, nám sẽ khiến cho người ta bị như thế nào, họ không chữa sẽ bị gì, và điều gì sẽ dẫn tới cái kết quả của việc không điều trị, đúng không? Tức là bạn phải có cái tứ đồ nội dung, bạn phải vẽ ra ha, điều nói của doanh nghiệp, lời doanh nghiệp muốn nói, bắt đầu là những cái thứ mà thầy Linh đã dạy rồi, và mình viết cái tứ đồ nội dung ra, và mình hình dung, mình vẽ cái chân dung khách hàng của mình ra, người đó là bao nhiêu tuổi, à, người ta sẽ có cái mức thu nhập là bao nhiêu. Dạ, người sẽ có mức thu nhập là bao nhiêu, mình sẽ bán cái đối tượng này là ở phân khúc nào, cao cấp hay trung cấp, tùy thuộc vào cái target của các bạn. Dạ. Không để người Việt áp dụng được mô hình này. À, có bạn hỏi là cách làm sale thì ban đầu gặp những khó khăn hay bất lợi gì anh? Cách làm sale ban đầu gặp những khó khăn và bất lợi. Thực ra Phạm Duy Hùng ạ, cái công việc gì Hùng về em chia sẻ một chút. Cái bản thân mình sinh ra, anh Hùng ạ, bản thân mình sinh ra thì chính bản thân mình là một người bán hàng rồi. Nhưng mà mình không biết bản thân mình là bán cái điều gì cho khách hàng. Vậy thì khi mà mình đặt một cái trường hợp là mình là một người bán cái giá trị
hay là một người bán về cái tầm nhìn, hay là bán về bất cứ cái điều gì đó, thì phải biết là cái công việc này mang lại cái giá trị gì cho khách hàng, đúng không ạ? Vậy thì khi bạn nghĩ bạn bán được cái giá trị cho khách hàng á, thì cái việc mà làm sale nó đơn giản là chỉ mang lại cái giá trị của mình cho người khác, là bạn có cái giá trị gì bạn cứ trao cho họ hết. Ví dụ như chào bạn bán sản phẩm, bạn bán về máy rửa mặt đi ha, Galvanic đi, hay là một bất kỳ cái sản phẩm gì về làm đẹp đi, bạn không thể nói hết được nhiều công dụng hoặc như công thức rồi những cái thành phần hay là bất cứ khoa học gì cả, mà bạn hãy nói về cái giá trị khi họ muốn mua cái sản phẩm của bạn, họ sẽ được cái điều gì. Thì bạn cứ xem họ như là một người khách hàng, là một người bạn của mình, một người muốn trao giá trị của mình, thì bạn sẽ bán được cho họ bất cứ cái điều gì, nếu như cái kiến thức, cái giá trị, cái những cái điều gì bạn học được nó đủ hiểu, đủ rộng, thì người ta sẽ mua bạn. Và họ mua là họ mua cái kiến thức, họ mua cái giá trị, họ mua cái những cái giá trị của bạn mang lại cho bạn, chứ không họ mua không mua sản phẩm nhé. Dạ, hay quá. Vừa học ad vừa sale được không ạ? Nguyễn Đào Hồng Nhung. Nguyễn Đào Hồng Nhung. Yes, vừa học ad vừa học sale được, nó được nếu như mà bạn tập trung cao độ. Thay vì bạn tập trung 8 tiếng để làm marketing thôi, thì 8 tiếng vào buổi tối thì bạn sẽ sale khi bạn ra kết quả. Thực ra để mà hình thành được một người trở thành một best sale hay một best ad, thì cái việc tập trung, thì cái việc đầu tiên là bạn phải cho bạn cái sự lựa chọn trước cái đã. Bạn sẽ trở thành ai trong cái lĩnh vực này? Bạn muốn trở thành một người chuyên gia về ad hay là một chuyên gia về sale, thì bạn sẽ hình dung rõ hơn. Hay là bạn muốn tập trung về cả hai? Nếu mà như bạn tập trung cả hai á, thì cái năng lực về cái thời gian thì bạn phải bỏ ra nhiều hơn. Bạn phải bỏ ra nhiều hơn, chắc chắn cái điều đó. Buổi sáng bạn tập trung làm về học về nội dung để viết content. Buổi chiều bạn sẽ học về làm sao để link cam, và tối bạn ra số, hoặc là tối trong lúc bạn link cam xong thì buổi tối bạn chịu khó, bạn phải học về, anh đang lại, bạn chịu khó phải học về cái điều gì ạ? Học về kiến thức về da, học về kiến thức về SEO. Như em kể cái câu chuyện của em ha, cái thời gian đỉnh điểm em vừa học ẹt vừa học SEO, thì mình phải đánh đổi bạn ạ. Cái thời gian mình không có để ngủ luôn, những cái thằng bạn cùng phòng của em á, em nằm ngủ mơ, mà mơ SEO mà nó khiếp, nó ghi âm lại mà em khiếp mỗi đêm. Tức là mình mơ trong giấc mơ là mình đang SEO cái cuộc SEO đó. Ban ngày mình tập trung, mình viết nội dung, mình viết nội dung, mình sáng tạo nội dung, mình test đi test lại, chết tài khoản thì phải đi mua tài khoản khác, mình phải đi làm thẻ khác. Tức là nó có rất nhiều khó khăn khi bạn làm được hai cái chân đó một lần. Tức là bạn phải rất là rõ ràng về ngày nào, giờ nào bạn làm về marketing, giờ nào bạn làm về sale, thì nó sẽ ổn định hơn. Tức là nó rất là dễ dàng trong công việc này nếu như bạn tập trung thôi. Đó. Còn về cái giờ giấc bạn phân chia rõ ràng thì bạn sẽ làm được, và mình tin chắc bạn sẽ làm được, tại vì cái việc này không khó. Tất cả bạn trẻ ở trong team DMS, ai cùng sale tốt, ai cùng giỏi tốt, chỉ một người. Đó. Một người làm tốt được hai việc luôn, và đôi khi ba việc luôn các bạn, là vừa sale, vừa ad, vừa hệ thống tốt. Rất là nhiều người bạn trẻ trong đêm mấy con mi làm được ba việc một điều đó. Cho nên là bạn nếu như đang tìm một công việc tốt hay một cái môi trường tốt để đào tạo những cái kiến thức này, thì tốt nhất hãy liên hệ với người đã mời bạn vào cái live stream này, và hãy học những cái điều từ đêm mấy con mi, và đặc biệt là những cái khóa học marketing chuẩn bị mở ra từ thầy Linh. Đó sẽ giúp cho các bạn là vừa học ad vừa học SEO tốt trong vòng chỉ còn khoảng là một tuần thôi là kết quả rồi. Và hiện tại team thầy Linh đang đào tạo riêng với các bạn như vậy, và các bạn cứ liên hệ thẳng với thầy Linh để học khóa này, rất là ok, rất tuyệt vời luôn. Yes. Yes. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Rồi có bạn Hoàn Hảo hỏi là anh Du có thể chia sẻ về nghi thức buổi sáng của anh được chứ ạ? Yes. Ok ạ. Cái buổi sáng của em hiện tại á, thì bây giờ là cứ đúng 4 giờ là dậy bật đèn. Dạ. Tại vì thị trường nước ngoài thì mình phải sống này, phải ngủ, phải thức sớm hơn 2 tiếng. Nếu mà các bạn ở Việt Nam thì có thể là 6 giờ các bạn dậy bật ad, nhưng mà mình cứ đúng 4 giờ là mình dậy, rồi mình làm hết tất cả quảng cáo này kia trong đến 5 rưỡi xong rồi bắt đầu là mình ngồi mình làm cái việc là top 5 đúng rồi, là mục tiêu cuộc đời, mình viết có 5, có 10 phút thôi ạ, tại vì mình viết rõ ràng từng con số rất rõ ràng. Mục tiêu cuộc đời là mình muốn cái điều trong cuộc đời trong bao nhiêu năm, trong bao nhiêu lâu, rồi mục tiêu 5 năm, mục tiêu 1 năm, mục tiêu 1 tháng, rồi mục tiêu 1 tuần và mục tiêu hàng ngày. Viết mục tiêu xong, bắt đầu là mình mở một bài nhạc Adobe, xong là mình đọc những cái bản tuyên ngôn về công thức tự tin, về bản tuyên ngôn về làm việc. Bắt đầu là mình dậy ăn sáng, rồi bắt đầu là kêu tất cả anh em ngồi sign up lại cái việc vì hôm qua làm được cái điều gì. Và đúng 8 rưỡi thì nhân viên lên thì cho các bạn đặt mục tiêu của tháng, xong đặt mục tiêu của ngày,
Xong rồi khoảng tầm là đúng 9 giờ thì các bạn là mastermind với nhau. Các bạn mastermind về cái điều các bạn muốn ngày hôm nay, các bạn muốn đạt được. Và những người mastermind sẽ hỗ trợ cho những cái người đó để ra đơn. Bắt đầu là cứ 2 tiếng là bắt đầu là mình cho đội ngũ là đọc về tuyên bố một lần. Tuyên bố thì đọc có 3 giây thôi. Tôi là người ban cho chúng. Tôi là người ban cho chúng. Hôm nay tôi muốn lại 50 triệu. Hôm nay tôi muốn lại 50 triệu. Hãy giúp tôi làm việc này. Tôi đã hình dung cái điều đó xảy ra hôm nay 3 lần như vậy. Và các bạn hoàn thành thôi. Và mỗi ngày như vậy thì đọc 10 lần. Thì lúc mà chúng tinh thần nó đọc nó cũng không ngủ được, tại vì nó cao trào nó ngủ được. Đấy, cái năng lượng nó lan tỏa hết cả văn phòng. Yes. Yes. Đó là công việc hàng ngày của mình. Rồi, em có một bạn Frankie Cao là hỏi là mô hình này có thể áp dụng ở nước ngoài để trẻ em được không anh? Vì ở Mỹ không mấy người Việt có thể áp dụng được mô hình này, hầu như không có, anh có thể giúp được không ạ? Cái này là hoàn toàn được, đơn giản mà đúng không? Thì thực ra là ở Mỹ với Việt Nam thì nó cũng giống nhau thôi. Thậm chí là ở Mỹ nó còn dễ hơn là cả Việt Nam nữa, bởi vì bên đó là hệ thống thanh toán Visa tất cả mọi cái đều rất tốt rồi, đúng không? Yes, đúng rồi thầy. Yeah. Ok. Rồi bây giờ thì cũng đã hết cái thời gian rồi. Chúng ta còn câu hỏi nào nữa thì chúng ta cùng comment đặt câu hỏi cho Hoàng Du các bạn. Một câu hỏi cuối cùng. Một câu hỏi cuối cùng dành cho bạn nào chúng ta nhanh nhất. Chúng ta comment nhanh nhất nha các bạn. Yes. Vì rất hiếm khi bạn Hương Dinh đặt trả lời là anh Du chia sẻ hay quá. Yes. Ok, cảm ơn Hương. Hay quá anh. Yes. Rất tuyệt vời. Đúng không ạ? Các bạn có câu hỏi nào chúng ta cùng đặt cho Hoàng Du nhé các bạn. Rồi, ta đếm đến 5 à. 1, 2, 3, 4, 5. Đến từ các bạn. Rồi, cảm ơn Hoàng Du rất nhiều đã dành cái buổi tối chia sẻ đầy tâm huyết tới tất cả anh chị em trong cái group về hành trình người xuất chúng của chúng ta. Và anh cũng đại diện team thì muốn gửi lời cảm ơn tới em và tặng em là 10 cuốn sách của hành trình người xuất chúng. Đây là cái tình cảm mà mọi người muốn dành cho em, bởi vì em đã dành cái thời gian và tâm huyết để chia sẻ ở đây. Và cũng rất cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã dành cả một buổi tối để chúng ta theo dõi về livestream của Hoàng Du từ tối hôm nay đến bây giờ. Bởi vì khi mà chúng ta cùng ngồi chúng ta lắng nghe thì chúng ta truyền cái cảm hứng để cho mọi người. Có một bạn đòi hỏi tiếp một câu nữa. Anh Tùng bạn hỏi là trong đội nhóm còn rất nhiều cá tính khác nhau, cách anh giải quyết bất hòa và giúp team đoàn kết. Cái này lúc nãy là có hỏi rồi mà đúng không? Có hỏi rồi, yeah. Có trả lời rồi. Thanh Tùng coi lại cái đoạn giữa giữa, bởi vì lúc nãy là câu hỏi này đã được trả lời rồi, đúng không? Đó. Rồi, thế là chúng ta đã hết rồi nha các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã dành một buổi tối để chúng ta lắng nghe và chia sẻ. Và tôi muốn đó là tất cả chúng ta hãy comment về những bài học mà trong buổi tối hôm nay chúng ta nhận được từ bạn Hoàng Du. Chúng ta hãy comment về những bài học mà chúng ta nhận được trong buổi tối hôm nay để tạo động lực và chúng ta truyền cảm hứng tới cho Hoàng Du sẽ quay trở lại một cái lần kế tiếp. Đó là sẽ chia sẻ chúng ta về cái bài sale hoàn chỉnh này. Rồi về cái cách mà chúng ta xây dựng về đội nhóm. Chắc là những lần tới anh mời về những cái chủ đề này là Hoàng Du cũng đồng ý chứ ha? Dạ, yeah, rất là sẵn sàng khi thầy Linh được ngỏ lời ạ. Dạ. Yeah. Rồi và bây giờ thì anh sẽ để em có thể chia sẻ những cái điều cuối cùng hay là những cái lời chào tới tất cả mọi người trong cái buổi live stream buổi tối hôm nay. Dạ, yeah. Em cảm ơn thầy ngày hôm nay rất là tuyệt vời là mời em chia sẻ những cái gì mà em đã đạt được hoặc là những cái bài học nào đó mà em giúp cho các bạn hiểu rõ. Và cũng như là cảm ơn tất cả anh chị em đã dành cái thời gian quý báu là gần một tiếng để có thể là nghe được những điều gì đó từ anh Linh hoặc là từ Du là muốn truyền tải cũng như là muốn giúp đỡ tất cả bạn trẻ. Dạ, yeah. Và cái điều cuối cùng em muốn nói á, là thực ra để mà một lựa chọn một công việc nó tốt á, thì các bạn phải đánh đổi rất là nhiều. Và bản thân mình cũng đánh đổi rất là nhiều. Hồi trước mình làm về ngành mộc á, mình bị tai nạn, bị hư một con mắt này, rồi mình bị đứt chân, mình bị đứt tay. Đó cái việc mình phải đánh đổi cho những cái kết quả của mình phải đạt được. Và khi mà mình thay đổi cái công việc á, mà không giúp cho mình bệnh tật, không giúp cho mình bị mất đi những cái cơ thể trên tay, trên những cái món cơ thể trên cơ thể mình á, thì mình phải đánh đổi bằng cái khác. Mình đánh đổi bằng cái trí óc, mình đánh đổi bằng cái thanh xuân của mình, hay mình đánh đổi vào một chút cái thời gian là mình ngủ muộn đi, mình thức sớm hơn để mình có được cái kết quả, thay vì mình phải vất vả làm những cái ngành mà lao động như bên ngoài.
có thậm chí là một số anh chị em nghe live ở đây cũng chưa chắc gì đã đang kinh doanh, hoặc là đang làm một cái việc đang lao động chân tay rất là vất vả. Vậy thì á, khi á mà mình xác định là mình từ bỏ cái công việc cũ rồi thì mình hãy tập trung 100% vào công việc mới và làm với nó với một sự quyết liệt giống như chưa bao giờ mình được làm, và giống như là ngày đầu tiên bạn bước vào một công việc để bạn làm, bạn sẽ cống hiến, bạn sẽ tâm huyết, bạn sẽ thuyết phục cái người thầy của mình, người thầy của mình, người đồng đội của mình tạo ra giá trị cho họ, và bạn sẽ tạo ra được cái kết quả khi bạn làm đủ nhiều, đủ lớn, thì cái những cái công sức, công lao đó tập thể sẽ vinh danh bạn, sẽ trân trọng bạn và biết ơn bạn những cái điều đó. Và em xin kết thúc cái lời chia sẻ ngày hôm nay ạ. Rồi, cảm ơn em rất nhiều nhá. Cảm ơn em đã dành một cái buổi tối rất đặc biệt với tất cả mọi người, và những bài học, những cái chia sẻ rất là giá trị đến cho tất cả chúng ta ở đây. Và chúc em buổi tối vui vẻ, ngủ ngon. Yes, cùng thầy cùng vậy ạ. Yes, à, chiều em chào thầy ạ. Tuần tới chúng ta gặp nhau. Yes, ở nhà cô Nga nhá. Ok, yeah, em chào thầy. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp.